tới tất cả các vị khách mời, những bạn độc giả yêu mến sách, yêu mến văn hóa nghệ thuật đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Sự tiếp xúc, giao thoa giữa các nền văn hóa thì luôn luôn diễn ra trong quá trình phát triển của nhân loại. Đó là một nhu cầu tất yếu, là một quy luật của sự phát triển. Trong quá trình giao thoa ấy, sẽ xảy ra hiện tượng yếu tố của nền văn hóa này xâm nhập vào nền văn hóa khác, hoặc nền văn hóa này vay mượn yếu tố của nền văn hóa khác để cải biến phù hợp với dân tộc của mình. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng không ngoại lệ. Xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam đã có 3 lớp văn hóa chồng lên nhau: lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với Trung Quốc và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. Và bởi vì Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa bản địa vững chắc nên chúng ta đã không bị đồng hóa, mà trái lại chúng ta còn có thể Việt hóa để làm cho nền văn hóa của chúng ta được phong phú hơn. Để gợi mở và cùng chia sẻ những kiến thức, những quan điểm về nền văn hóa Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, đặc biệt là ở thế kỷ 19, 20 và 21, thì Thái Hà Book đã cùng phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Viện Pháp tổ chức sự kiện Khơi dòng văn hóa nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 19, 20, 21 nhân dịp xuất bản cuốn sách Hồi ức về Kinh thành Huế đầu thế kỷ 19. Đây là một cuốn sách vô cùng đặc biệt bởi tác giả là một nhân chứng đứng ở một vị trí có 102, từ bên trong quan sát từ bên ngoài một không gian văn hóa của Việt Nam. Và trước khi bắt đầu chương trình thì xin trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, đại diện cho Viện Pháp nơi mà chúng ta đang ngồi đây, sẽ lên có đôi lời phát biểu ạ. Kính thưa các quý vị, xin chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã đến hội trường của Viện Pháp tại Hà Nội để tham dự chương trình tọa đàm Khơi dòng văn hóa nghệ thuật thế kỷ 19, 20, 21 do Viện Pháp tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế đồng tổ chức. Chúng tôi cũng xin gửi lời chào tới tất cả các bạn độc giả đang theo dõi chương trình được phát trực tiếp trên các kênh Facebook của Viện Pháp và Thái Hà Books. Thưa các quý vị, trên tay tôi đang cầm hai tác phẩm Nghệ thuật và Nghệ nhân vùng Kinh thành Huế của Léopold Michel Cartier et Mongrat và Kinh thành Huế đầu thế kỷ 19 của Michel Đức Seigneau, được viết từ những thế kỷ trước và mới đây được Công ty Cổ phần Sách Thái Hà dịch và xuất bản bằng tiếng Việt. Hôm nay, Viện Pháp tại Hà Nội vô cùng hân hạnh được chào đón những người con đến từ xứ Huế đến Hà Nội để chia sẻ với các độc giả Hà Nội về nghệ thuật vùng Kinh thành Huế theo dòng lịch sử thông qua hai tác phẩm vô cùng giá trị này. Tôi xin được trân trọng giới thiệu với các quý vị và các bạn các diễn giả của tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Trước hết là xin được giới thiệu tiến sĩ dịch giả Lê Đức Quang, người đã dịch hai tác phẩm tuyệt vời này. Tiếp theo xin được giới thiệu nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng, phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books. Thay mặt cho Viện Pháp tại Việt Nam, chúng tôi xin được cảm ơn, được trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế đã cùng Let's Pass đồng tổ chức chương trình hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các diễn giả và cảm ơn, đặc biệt cảm ơn tất cả các quý vị đã tham dự chương trình. Xin chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bà Minh Nguyệt, đại diện cho Viện Pháp. Và bây giờ thì không để cho chúng ta phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay với các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, cũng là đơn vị xuất bản ra cuốn sách Hồi ức về Kinh thành Huế thế kỷ 19, lên có đôi lời chia sẻ về cơ duyên cũng như là mục đích xuất bản cuốn sách này ạ. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ. Tôi thật sự xúc động, rất xúc động, kính thưa cả quý vị. Xúc động vì tôi có cảm giác là một cái kiếp nào đó, có thể kiếp trước tôi là người Huế,
một cái kiếp nào đấy mình là người Huế thì mình mới có duyên để làm những cuốn sách về Huế như thế này. Nếu lần trước mà cùng kết hợp với Viện Pháp mà chúng ta ra một cuốn sách cũng rất đặc biệt của một tác giả rất đẹp là Cartier. Và tôi nhớ là khi đó là sau khi in xong là tôi lập tức ra mộ của ông tại Huế, đặt những cuốn sách đầu tiên lên ngôi mộ đó để biết ơn, để tạ ơn một vị cha, một vị theo một cái tôn giáo khác, một người tôi nghĩ rằng phải dùng từ là cả đời ông đã cống hiến cho Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta nhất định phải lên tiếng để có một cái con phố, con đường ít nhất ở Huế mang tên Cartier, ít nhất có một cái địa danh mang tên Cartier, và có lẽ là có một cái ngôi trường nào đó mang tên Cartier. Mà nếu mà có thể thì tôi sẽ lập một cái ngôi trường, mà nếu tôi lập một ngôi trường tôi sẽ mang tên Cartier, bởi vì công lao của ông rất lớn đối với Huế và đối với Việt Nam của chúng ta. Đấy là câu chuyện của năm ngoái, và cũng rất xúc động bởi vì năm ngoái chúng ta cũng đã ngồi với nhau và cũng cùng với l'Institut Français ở Huế tổ chức một chương trình rất đặc biệt, rất ấn tượng, cũng với những con người ở đây thôi, vẫn anh Trần Đình Hằng, vẫn với anh Quang dịch giả, nhưng mà hôm đó hình như là thiếu cái hai dịch giả, nhưng thiếu một diễn thật, đó là anh Hải Bằng. Hôm nay Hải Bằng cũng đã bay từ Huế ra, thì trên tay tôi cũng là đang cầm cái bản sách này. Tôi rất xúc động, và ngay ngày hôm qua tôi đọc lại cái bản này, và sáng nay tôi cũng ngủ dậy từ khoảng 4 giờ sáng tôi cũng tất nhiên ngồi thiền khoảng 1 tiếng, sau đó tôi đọc ngay lại cái bản này, đọc thêm một lần nữa, và hình như là cứ càng đọc mình lại càng thấy hay. Hình như là cái lần đọc thứ 4, thứ 5 nó hay hơn lần thứ nhất, thứ hai, vì có lẽ là càng hiểu hơn. Và tôi cũng phải nói rất thật nữa là tôi rất biết ơn anh Quang, thầy Quang, vì cái cách dịch tuyệt vời. Rồi cái lời giới thiệu của anh Hằng, tôi đã đọc sáng nay cái hai phần là chú giải và cái ý kiến của anh Quang và cái lời giới thiệu của anh Hằng, tôi đọc 3 lần, bắt đầu tôi đọc phần chính, nó khoảng tầm 80 trang gì đấy, rất là quan trọng. Tại sao tôi nói với các bạn trẻ đây này, hôm nay mừng nữa là trong hội trường này toàn các bạn trẻ, rất là tôi ngồi với anh Trương ngồi bên cạnh với Hải một tuần, nói là mừng quá, chương trình này mong đến các bạn trẻ, vì chúng tôi đọc nhiều về cổ sách của Pháp, tôi đã đọc ngôn ngữ thuộc chuyên ngữ tiếng Pháp và được học tiếng Pháp từ nhỏ, và đọc rất nhiều hàng khoảng 100 tác phẩm bằng tiếng Pháp. Thế còn các bạn trẻ bây giờ thì lại chưa có cơ hội nhiều, thì hôm nay là cơ hội ngàn vàng để chúng ta giới thiệu về một tác phẩm gốc bằng tiếng Pháp do một người có 2 dòng máu Việt và Pháp. Và tôi cũng phải thưa với quý vị là mỗi lần đến Pháp tôi cứ lởn vởn ở cái vùng Bordeaux, mà cái dòng họ của Seigneur này thì ông ấy nằm ở cách Bordeaux đâu đấy khoảng 30 cây, từ thế kỷ thứ 16, 17 và đến thế kỷ 19 mới đẻ ra một cái nhân vật đặc biệt, chắc là thầy Quang biết rất rõ là cái thú vị ở đây là Michel Đức Seigneur. Mà trước nói với thầy Quang, cái thú vị nhất mà các bạn ấy là chữ Đức viết bằng tiếng Việt, vì nếu mà tiếng Pháp hoặc tiếng Anh hay tiếng nào thì đều không có dấu, đúng không thầy Quang? Nhưng mà tôi khi mà lần đầu tiên tôi có hỏi đi thầy Quang, hỏi điêu lại là tại sao lại như thế, và thầy Quang cũng giải thích, nhưng mà chắc là thầy sẽ giải thích tiếp nữa. Nhưng dùng nguyên chữ Đức bằng tiếng Việt, đấy là niềm tự hào của chúng ta, cũng giống như hệt như là vừa rồi tôi đi Cuba, tôi mang 2 cái cuốn trúc chỉ tôi tặng cho chủ tịch nhà nước Cuba và chủ tịch quốc Cuba, và cái từ trúc chỉ được dùng nguyên tiếng Việt như từ phở. Và tôi về Việt Nam tôi báo cho anh Hải Bằng ngay một tin là anh ạ, cái từ trúc chỉ của chúng ta do giáo sư Bùi Quý đặt tên ấy đã được thế giới công nhận, đấy là một ngữ chung của thế giới, đấy là niềm tự hào như là từ phở, từ bánh mì. Thì tôi cũng không mất thời gian của quý vị đâu. Tôi nghĩ là hôm nay là thời gian chính sẽ dành cho anh Hằng và anh Quang. Chúng ta đào bới cái cuốn này đi. Cuốn này hay khủng khiếp. Tôi không dùng từ hay mà gọi là hay khủng khiếp, hoặc là hay rất hay. Và tôi nghĩ là nếu mà ai đọc cuốn này dưới 10 lần thì đấy là một cái sự lãng phí. Bởi vì càng đọc lần sau thì càng thú vị. Vì có những cái ý tứ ở đây nó rất là hay. Và tôi thích cái phần chú giải của anh Quang ấy. Gọi là thầy Quang thì đúng như tôi gọi anh cho nó thân mật thôi. Anh Quang, anh chú giải rất hay, vì tôi nói thật với các bạn trẻ, có những cái ngôn từ đầu thế kỷ thứ 19 mà các bạn thế YZ, mà những bạn sinh năm 90 thì có thể không hiểu. Cái ngôn từ thời đó nó khác, mà lại bằng tiếng Pháp nữa. Mà nếu mà tôi bảo tiếng Pháp, có như thế tôi cũng ngỡ người ra. Và tôi cũng phải nói thật là anh Quang dịch tuyệt vời. Tôi nghĩ là anh Quang là một dịch giả, tôi nếu không biết là không phải số 1 hay không, nhưng mà ít nhất là một trong 10 dịch giả tiếng Pháp mà tôi cho rằng tuyệt vời nhất Việt Nam. Nhưng mà nếu trong con mắt tôi thì tôi chưa biết người thứ hai, bởi vì tôi thấy anh dịch 2 cái cuốn này vô cùng tuyệt vời. Và nếu mà có một cuốn thứ 3 nữa mà chuẩn bị xuất bản thì tôi chắc chắn là mời anh Quang thôi, bởi vì là nó
nó rất hay. Và hôm nay tôi cũng công bố ngay tại đây, và tôi cũng đề nghị là anh Trần Đình Hằng phải nhận lời với tôi ngay lập tức tại một cái trung tâm văn học Pháp, l'Institut Français ở đây như này, là chúng ta phải ra 10 cuốn. Cuốn này mới cuốn thứ hai thôi. Vì hôm nay tôi giao cho mình nhiệm vụ, giao ngoài kép thôi nhá, là 8 cuốn nữa. Còn thầy Quang đóng góp bao nhiêu thì tôi chưa biết. Thế nhưng mà ít nhất là chúng ta có 2 cuốn rồi. Thế giờ làm sao mà thêm 8 cuốn nữa là 10. Thứ hai là bởi vì là có 10 cuốn thì tôi lại có cơ hội vào Huế nhiều hơn, phải lôi các anh từ Huế ra hơn. Vì tôi hôm trước tôi cũng nói thật với các bạn trẻ là nói chuyện với các anh, nó bảo các anh trong miền Huế, các anh bảo úi rồi anh Hùng ạ, làm việc với người Bắc khó lắm. Tức là ý là người Bắc tức là người Hà Nội chúng ta ấy, người Hà Nội là khó làm việc lắm. Thế nhưng mà tôi bảo không anh ơi, nó cũng tùy chứ tôi làm việc với tôi dễ tính lắm, và tôi rất khó nhưng rất dễ tính, và y như rằng chúng tôi là 2 bản. Và tôi cũng nói luôn với quý vị là cái này có 4 version nhá. Version 1 là bìa cứng. Nhưng version 2 tôi đang cầm đây là bìa, các bạn biết bìa làm chất liệu gì chưa? Đây là sơn mài. Sơn mài bìa cứng. Và thứ ba là sơn mài hộp cúc sơn mài. 100 bản nó bán trong 5 phút hết sạch. Có 5 phút mà 100 bản bìa sơn mài hộp sơn mài sạch. Còn hôm nay còn 3 bản nữa là trúc chỉ của anh Hải Bằng. Và 3 bản thì 1 bản chúng ta sẽ bán đấu giá tại Huế. Còn 2 bản sẽ dành cho Hà Nội là thủ đô. Vì Hà Nội là thủ đô văn hiến. Tôi nhớ nhất là Nguyễn Đức Trung, anh bảo anh Hùng ạ, anh lưu ý chứ Hà Nội mình là thủ đô văn hiến, mới làm thế nào nó văn minh một tí, chứ không thì nó không văn hiến, thì mình phải cạnh tranh với Huế là theo sự phân công của bề trên ấy, hoặc là phân công của vũ trụ, là Huế chỉ có 1 cuốn thôi, còn Hà Nội thủ đô phải 2, còn Sài Gòn không có cuốn nào cả. Thành ra là Hà Nội là ưu tiên, chứ không thì anh Trung anh lại tự ái Hà Nội mà. Thế thì là Hà Nội có 2 cuốn, Huế các anh có 1 cuốn, là 3 cuốn trúc chỉ có 3 cuốn thôi, thì báo cáo anh Hải Bằng như thế. Thì là hôm nay chúng ta là ra mắt cái cuốn sách này. Và thêm một lần nữa, tôi rất muốn cảm ơn chị Nguyệt, muốn cảm ơn L'Institut Français ở Hà Nội, biết cảm ơn Đại sứ quán Pháp, biết cảm ơn đất nước Pháp đã có một người con trai tuyệt vời mà lại cưới một cô gái người Việt Nam, cô gái Huế. Tôi nghĩ là một kiếp nào đó tôi đã là người Huế rồi. Thế và phải chúng ta lại tiếp tục với Let's Pass để tổ chức thêm nhiều chương trình nữa. Trong cuốn sau anh Hằng với anh Quang ạ, mình đặt hàng trước ngày hôm nay. Bao giờ ra cuốn tiếp theo anh, để phải báo các chữ Nguyệt trước để mình đặt hàng. Đấy. Thì cảm ơn thầy Quang, cảm ơn thầy Hằng, Vicas đã hợp tác với chúng tôi. Cuốn này mới cuốn thứ hai, nhưng tôi cảm giác là tôi hợp tác với anh Hằng chắc là 100 cuốn rồi, với thân lắm, hai anh em ít gặp nhau nhưng người thân thiết. Thế và tiếp theo nữa là cảm ơn anh Hải Bằng. Cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Và vô cùng biết ơn quý vị, chúng ta hãy lan tỏa thật nhiều cái văn hóa Việt. Cái gì thì chết tôi không biết, nhưng mà văn hóa phải sống. Tôi mong là nay mai người Việt Nam giảm bớt cái kiểu nhuộm tóc vàng kiểu như người Hàn Quốc đi thôi. Xong quần áo đi, trước người tôi toàn đồ Tây, anh chị toàn đồ Tây thì cái gì của người Việt Nam. Hôm nay chúng ta phải làm gì ạ? Khơi lại cái văn hóa Việt đi ạ. Và văn hóa Việt có lẽ là lấy Huế là cái điểm rất quan trọng. Và đây có những ai là Huế, hãy giúp Hà Nội chúng tôi giữ lại cái văn hóa Việt. Và những có những ai ở Huế ở đây, hãy cùng với chúng tôi đóng góp về quỹ văn hóa Huế. Và có những ai ở Huế ở đây, hãy cùng với người Hà Nội chúng tôi để lan tỏa cái tinh thần này đến với 100 triệu dân Việt Nam. Xin biết ơn và chúc cho buổi tọa đàm ngày nay thành công ạ. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Và đôi khi cuộc sống của chúng ta là lớp lớp những điều bất ngờ thú vị. Từ cuộc gặp gỡ của một cuốn sách này lại là cơ duyên cho sự ra đời của một cuốn sách khác. Và xin một tràng pháo tay cho người mà tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng vừa nhắc đến, người đã giúp chúng ta giới thiệu cuốn sách này đến gần cho chúng ta hơn. Tiến sĩ Trần Đình Hằng ạ, xin mời tiến sĩ Trần Đình Hằng ạ. À dạ, kính chào quý vị. À, có lẽ là có một cái chút khó khăn khi tôi nói tiếng Huế ha. Mọi người cố gắng bỏ qua cho những cái khó nghe. Nhưng tôi nghĩ là không cần phiên dịch đâu, vì tôi nói cũng không đến nỗi tệ. À, cố gắng nói, đừng có nói tiếng phổ thông quá. À, xin thưa quý vị là cảm ơn anh Hùng đã có một cái sự ưu ái. Nhưng rõ ràng chúng tôi ở Huế nó buồn quá. Đây có anh Trần Thị Trương bạn tôi ở bên kia về và gắn bó về Huế với Việt Nam mấy chục năm nay, buồn quá không có việc gì cả thì chỉ cứ làm việc thôi, chỉ làm việc cái để lấy làm việc vui mà. Và xin thưa với quý vị, cái chương trình của chúng tôi luôn luôn có nhiều bước, và bước một xin thưa với anh Hùng yên tâm là tôi mê Phật giáo lắm, cho nên tôi sẽ có thập nhị nhân duyên, bước một sẽ có 12 cuốn, không phải là 10 cuốn như anh nói đâu, và từ từ chúng tôi sẽ đưa nó ra. Những cái góc nhìn
đặc biệt là hôm nay với một cái chủ đề chúng tôi có một cái khát vọng lớn, hơi tham, là khơi dòng, một cái từ rất là khiêm tốn, mối quan hệ Pháp Việt, và chúng tôi muốn khơi nó lên, để nó là một cái dòng chảy rồi, bây giờ chúng ta khơi để làm rõ nó lên, và sẽ có một cái phong dài dài từng bước. Một là nhìn từ Huế, thứ hai là nhìn từ những tài liệu pháp ngữ, và chúng ta sẽ phát họa nên một cái Huế, một cái kinh đô Huế và một cái đất nước Đại Nam cho một cái đất nước Việt Nam hôm nay. Đầu tiên là xin kể với quý vị một câu chuyện. Xin phép tôi được đứng nha. Đài Sơn Tăng Truyền, chuyện có thiệt luôn. Có một người tên là thầy Bùi Chu, người gia đình. Và người gia đình thì họ rất là hào sảng và nghĩa khí. Hai cái phẩm giá vô cùng quan trọng của dân Nam Kỳ, đó là hào hán và nghĩa khí. Về mặt vật chất thì rất là hào sảng. Đây là cái phẩm giá phương Nam mà chúng ta bây giờ đang cần phải biết trân trọng. Và vì dân phương Nam cho nên là ngao du tiểu ngạo và cụ rất là giỏi võ. Và cụ có một cái mối thương hại giang hồ cho nên cụ rất là giỏi ngoại ngữ. Cụ bèn tham gia với cụ Nguyễn Trung Trực để đánh Pháp và thất bại. Nhưng cụ là người rất là khát vọng tìm tòi và đổi mới. Và cụ đi theo thuyền Pháp qua Paris, học tiếng Pháp và học trường kỹ nghệ Paris. Và cụ trở thành một người thợ cơ khí giỏi. Và cái thời đó nó có một cái thương thảo giữa triều đình vua Tự Đức với Pháp để mua nguyên một chiếc tàu thủy về để tập huấn cho quân thủy quân Việt Nam. Và bây giờ chúng ta có một cái phiên bản mua Boeing như ngày xưa, trăm năm trước. Và khi mà mua về thì phía Pháp nó chuyển giao nguyên một quy trình công nghệ và nguyên một cái bộ sầu nhân sự. Và cụ này làm trách nhiệm gọi là đò trưởng, thuyền trưởng, đặc biệt là vấn đề cơ khí. Và khi cụ về trên sông Hương, cụ chuyển giao hết cái tàu mận tiệp này cho phía triều đình Huế thành công, thì cụ không làm việc nữa. Cụ nổi máu giang hồ lên và cụ đi lang thang, cụ chơi. Và cụ đi tới ở cái vùng núi của Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ven theo sông Thu Bồn, nơi mà cụ ngày xưa cụ ra đi từ miền Trung. Thì cụ buồn quá và cụ xin triều đình, xin với chính quyền cho em miền đất, em làm cái chùa, em tu. Và đó là cái dấu ấn lớn nhất mà câu chuyện chúng tôi gặp được trên thực địa khi nghiên cứu về vùng đất Quảng Nam. Một cái mối quan hệ Pháp Việt nó từ vĩ mô cho tới vĩ mô, và chúng tôi cho rằng đây là một cái kho dữ liệu, một cái kính vô cùng phong phú và đa dạng mà chúng ta cần phải tiếp cận. Quý vị thấy một câu chuyện dễ thương không? Một người Tây học rất sớm và về và cuối cùng buông bỏ tất cả mọi thứ, ngộ ra và lên cái vùng miền núi Quảng Nam để tu. Và nơi đó chính là cái nơi có một cái câu chuyện Long Bón vô cùng hấp dẫn mà vua Gia Long đã nhớ ơn cái trại Long Bón khi một thời bốn tàu đói quá mà ăn. Cho nên sau khi về triều, Khải Hoàng thắng lợi, cụ cho tỉnh Quảng Nam cúng tiễn một năm 10 sọt Long Bón để cúng tiễn trong Đại Nội. Và tới thời Minh Mạng, vua đổi tên thành Nam Trân, một trại quỷ, một thức quỷ đất phương Nam, và đưa vào điện chế thờ tự, đặc biệt được khắc ghi trong cửu đỉnh. Đây là những cái câu chuyện mà Việt Nam chúng ta nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa và nó rất là nhân văn. Đây là thông điệp mà chúng tôi lấy làm phương châm để làm việc. Chúng tôi đặt một cái tiêu đề hơi tham, quý vị thông cảm. Nhưng trong cái tham này thì chúng tôi gói gọn những cái bước và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận dần. Có ba cái mốc rất là quan trọng. 1558, đất nước mở cõi về Nam, vượt qua đèo ngang và chúng ta có một cái vùng đất mới. Và khi tới với vùng đất mới, người Việt đã có một cái hệ thống nhãn quang mới, đó chính là biển. Biển nó mở ra cho đất nước này một cái tầm nhìn, một cái nhãn quang và một tư duy. Và vô cùng quan trọng, đó chính là ngoại thương. Tới những năm 1770, sau khi bao nhiêu biển cổ, thì chúa Nguyễn Bốn Tẩu, khi Bốn Tẩu cũng nhờ biển để mà chạy. Và biển nó đóng vai trò rất là quan trọng. Trong những cuộc chơi như vậy và tới đầu thế kỷ 20, đất nước chúng ta đã có một cái cánh tân, một cái khát vọng cánh tân gắn liền với vua Thành Thái. Và chúng tôi
thấy rằng trong cái cơ duyên, trong cái biển trời mênh mông đó, cái cuộc tao ngộ giữa người Việt và người Pháp đã làm nên một cái câu chuyện dài. Nó dẫn tới một cái diễn trình rất nhiều nột nhạc thăng trầm mà bây giờ chúng ta chịu khó nhìn lại. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta bớt cực đoan, chúng ta sẽ có những góc nhìn, những cái tư liệu, những hình ảnh rất là nhân văn. Và đó, người Pháp xuất hiện trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Có ba nhân vật chúng tôi coi là đặc biệt quan trọng. Một là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Thứ hai là Vua Gia Long. Hai vị này có công vô cùng lớn trong việc viết nên một kịch bản cho đất nước phương Nam. Và các vị vua kế tiếp cứ vậy mà làm. Và đặc biệt, tới thời đầu thế kỷ 20, chúng ta đã có một nhân vật cánh tân vô cùng hấp dẫn, đó chính là Ngài Thành Thái. Và hiện diện nó đem lại trên cái đất miền Trung một cái bóng dạng mới, một quá trình, một cái mối lương duyên giữa người Việt và người Pháp trong việc cánh tân sự sở, đem lại những yếu tố mới, hiện đại hóa, đúng nghĩa hiện đại hóa lịch sử và văn hóa Việt Nam. Người Pháp đã giúp hoàn thiện cái con đường thiên lý và làm nên một con đường quốc lộ 1 xuyên suốt, gắn liền với đó là một con đường sắt Bắc Nam xuyên suốt. Thứ hai là họ mở một hệ thống đường ngang mà ở miền Trung nổi tiếng nhất là đường 7, đường 8, đường 9 và đường 14. Nó nối kết giữa núi và biển và không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà nối kết cả một cái liên bang Đông Dương. Và chúng ta có một cái tổng thể. Đặc biệt người Pháp đã có những cái khám phá mới ngược sông Hồng, ngược sông Mekong và đi ngược lên Tây Nguyên và làm nên một cái bức tranh vùng Đông Dương có thể coi là đầy đủ nhất. Và đây là một cái hình thức tôi cho rằng nó phát thảo nên một cái bước rất là mới. Nó đem lại cho cái đất nước Việt Nam chúng ta một cái sức sống mới, một cái diện mạo mới. Xin thưa với quý vị là sắp tới chúng tôi sẽ ra một cái cuốn như là một cái hồi ký này nữa. Trong cuộc cải cách của Võ Vương mà vừa rồi quý vị thấy ở trong Huế, người ta đang vinh danh ông Võ Vương cái việc mà cách tân trang phục. Trang phục chỉ là một phần trong cái cuộc cách tân của Ngài Võ Vương. Và chúng tôi may mắn đọc được một cái tập tài liệu của ông Jean Copler. Ông này là một người y, Tây y của triều đình Võ Vương. Và ông để lại một cái tập hồi ký ghi lại đầy đủ tất cả nếp ăn, nếp mặc, ứng xử, tổ chức bộ máy, quan lại thành trì. Nó rất là hấp dẫn, nó ní như cái souvenir đời Huế. Và đây là một cái bước mà chúng tôi sẽ xử lý, đang xử lý. Và đầu thế kỷ 20, đầu thế kỷ 19 đã có rất nhiều người Pháp chúng tay giúp cho cái công cuộc khải hoàn của Vua Gia Long. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy có một nhân vật Seigneur bố là Jean-Baptiste Seigneur, lấy bà họ Hồ người Huế đẻ ra Michel Đức Seigneur, là một cái câu chuyện mà chúng tôi đang hướng tới quý vị trong cái hôm nay. Và đầu thế kỷ 20 chúng ta đã có một cái bóng dạng học thuật mới của người phương Tây. Họ đã cậy lên khắp ba miền, đặc biệt là Hội Nghiên cứu Đông Dương ở miền Nam, Viện Viễn Đông Bắc Cổ ở miền Bắc và Hội Những Người Yêu Huế ở Huế. Đây là ba cái mốc quan trọng, nó giúp tương tác cho cái chất Academy Việt và chất Academy Pháp nó trồn lại, nó thành một cái câu chuyện mà chúng ta đang kể thừa được một cái phóng dữ liệu Pháp ngữ. Và anh Lê Đức Quang đã có một cái bài viết rất là hay về những cái hội đoàn học thuật ở đây. À, xin thưa quý vị, đây là ông mồ của ông Phóc Săng và mồ của bà vợ, bà mẹ của ông Michel Đức Seigneur đang ở Huế. Ngày xưa nó nằm ở ngã ba Thành Giá, bây giờ được đưa về nghĩa trang phía Nam. Và ở đó còn rất nhiều những nhân vật gắn liền với cái mối quan hệ Việt Pháp. Nếu các bạn có dịp, quý vị có dịp thì mời tới Huế. Và đây là một cái phiên bản đầu tiên mà anh em chúng tôi đã làm là Souvenir de Huế. Đây là một cái công trình rất là hấp dẫn. Và cái công trình thứ hai là La À Huế. Từ một cái A, từ một cái đờ của Huế mà nó đủ thứ truyền rất là khiêm tốn trong tiếng Pháp và nó hình thành nên một cái câu chuyện dài. Và chúng tôi rất là mê cái cách đặt vấn đề của giáo sư Quang. Từ một cái tiêu đề rất là ngắn gọn, đờ Huế, A Huế, nhưng đã diễn dài thành một cái cụm từ, nó nói lên được cái tinh thần của tác phẩm. Và đấy chính là cái điểm then chốt trong cái cuốn sách mà anh em chúng tôi đã chúng lưng làm suốt mấy năm qua. Đó là một cái tinh thần mà tôi cho rằng nó giúp cho chúng tôi có một cái hướng. Và trong cái cuộc tiếp xúc về việc về Pháp thì cái xu hướng Tây Du nó rất là phổ biến. Và sau này chúng ta sẽ có một xu hướng nữa là xu hướng Đông Du. Thì đây là một cái kênh mà nó giúp cho người Việt chúng ta tiếp xúc hai chiều giữa Việt và Pháp và giữa Pháp và Việt. Nó tạo nên một cái mối tương giao giữa hai bên rất là rõ. Và chúng ta sẽ có
một cụ du học đầu tiên, đó chính là Lê Văn Miễn. Và hai người thứ hai, đó chính là ông Hoàng Trọng Phu và Thân Trọng Huệ. Đây là hai người được cử đi học ở trường chính trị Paris đầu tiên và được về đóng góp cho lịch sử văn hóa miền Trung, miền Bắc rất là rõ ràng. Chúng tôi đang tìm lại mấy ông này đi du học, bây giờ thành tựu nó thế nào? À, xin thưa quý vị, rất nhiều, rất nhiều. Và nó mở ra những cái câu chuyện mà chúng tôi cần phải đặt vấn đề. Và cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là tiếc nuối trong lịch sử Việt Nam, đó chính là giải quyết cái câu chuyện giữa Chiến và Hòa, giữa Lương và Giáo. Cả hai bên, cả hai phía và từ nhiều phía, vô cùng tiếc là đã có những cái cực đoan. Và nó làm cho câu chuyện trở nên cứng nhắc. Và ba cái sự biến quan trọng nhất đối với đất miền Trung mà cho tới bây giờ nó còn để lại trong tiềm thức Huế rất là nặng, đó chính là sự biến năm Mậu Ngọ và sự biến năm Quý Mùi, thất thủ Thuận An, thất thủ Kinh Đô. Quý vị bây giờ tới Huế đúng vào dịp này, chưa bao giờ trên thế giới này có một cái lễ kỳ dỗ mà nguyên một tuần từ đêm 22, chiều 22 cho tới cuối tháng 5 âm lịch. Và người Huế, và tôi xin thưa với quý vị, nếu cách đặt vấn đề của UNESCO cái yếu tố nổi bật giá trị toàn cầu thì cái lễ mà thất thủ Kinh Đô nó được coi là một cái lễ đặc biệt, một cái lễ kỳ đặc biệt. Và trước khi thất thủ Kinh Đô, chúng tôi cũng đang tìm một cái câu chuyện là thất thủ Thuận An năm Quý Mùi 1883. Nó rất là nặng nề, rất là căng thẳng trong cái vết thương của Huế. Và nó để lại những cái di chứng mà cho tới bây giờ chúng ta buộc phải nhìn nhận nó. Đây là một cái sự đáng tiếc trong lịch sử Việt Nam. Và đặc biệt, thời Thanh Thái thì chúng tôi đang tiếp cận một cái chân dung của ngài Thanh Thái có hai nửa. Một nửa đầu là Chiến và một nửa thứ hai là Canh Tân, hòa hoãn với Pháp, hợp tác với Pháp. Và nó thành một cái xu hướng, nó để lại nhiều thành tựu trên cái đất Trung Kỳ mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn tự hào về cầu Trường Tiền, về Bệnh viện Trung ương Huế, về ga Huế, về trường Quốc học. Rất nhiều những cái biểu hiện mà nó nhờ một cái xu hướng Canh Tân, nó đã đem lại cho đất nước, cho Huế một cái vùng. Và đặc biệt, đô thị Huế nó được kiến thiết nên bởi hai cái lớp rất quan trọng. Một là cái cổ đô, Kinh Đô thời Nguyễn ở phía bờ Bắc và một cái khu phố đô thị phố Tây ở phía Nam. Nó thành ra một cái lớp rất là đẹp và đây chính là một cái xu hướng mà chúng tôi đang đề xuất với tỉnh xây dựng Huế thành một cái thành phố có ba tầng, một cái tầng thứ ba bên ngoài, một cái vành đai vệ tinh là tất cả những yếu tố mới hiện đại đưa vào đấy thì nó sẽ trở thành một cái câu chuyện diện dịch lịch sử Huế qua các thời kỳ. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái cơ thể văn hóa miền Trung Huế nó có ba cái trụ cột rất là quan trọng. Một là những cái nền tảng thời Nguyễn, thứ hai là cái dấu ấn của Phật giáo và thứ ba là dấu ấn của một cái thời kỳ Pháp. Đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi cho rằng nó sẽ rất là hấp dẫn. Và tất cả những cái câu chuyện đó nó thể hiện rõ cái mối quan hệ giữa Việt và Pháp, giữa Pháp và Việt. Và chúng ta, Huế đang trong một cái xu hướng mở của một đô thị hiện đại đặc trưng như hiện nay thì câu chuyện nhìn về cội nguồn, bổ sung tư liệu để tái tạo, phục hồi, trùng tu, khơi gầy dày tất cả những cái giá trị văn hóa truyền thống đó, nó trở thành một vấn đề rất là then chốt. Đặc biệt là trong khối tài liệu Pháp ngữ, và chúng tôi có đề xuất với Viện Pháp sẽ ưu tiên trong giai đoạn tới cái chủ trương dung hòa và chuyển dịch cái khối tài liệu Pháp Việt, Việt Pháp, đặc biệt là trong cái chùm chủ đề khoa học xã hội nhân văn. Và đây là một cái chương trình mà chúng tôi từng nghe. Xin thưa với anh Hùng, chúng ta có thể triển khai 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai. Và không chỉ là 12 tác phẩm đầu tiên mà sẽ có 12 tác phẩm lần thứ hai. Cứ đúng như là thập nhị nhân duyên vậy, chúng ta sẽ từng bước. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ khó có thể dừng lại trong cái câu chuyện này. Và đây là một cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có một cái mối tương giao để hình thành nên một cái mối lương duyên để làm lên được những cái trái ngọt, ít nhất là những trái ngọt, cho dù cái trái đó nó hơi nhỏ, nó hơi xấu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội để thành công. Và nói tới cái chủ đề này thì tôi xin được đi chung chung như vậy. Và tới cái bước thứ hai là mời giáo sư Lê Đức Quang sẽ nói những cái chuyện cụ thể trực tiếp từ hai tác phẩm này. Và xin thưa với quý vị, chính hai anh em chúng tôi mặc dù còn nhiều chút bực dọc chưa hài lòng về cái tác phẩm này, nhưng rõ ràng đây là hai cái trái ngọt mà chúng tôi rất là trân trọng. Và xin cảm ơn quý vị. Thầy Quang.
xin lỗi các anh chị, tôi để đâu tôi không nhớ nữa. Tôi sợ là bấm sang cái bảng cũ rồi. Thưa quý anh chị, là cảm ơn quý anh chị đã đến dự cái buổi ra mắt sách của Thái Hà hôm nay, và tôi xin cảm ơn Espas và Thái Hà Book cũng như phối hợp BBcast tổ chức cái buổi ra mắt cho lần ra sách này. Và cho phép tôi ngồi là vì lý do mắt tôi rất kém, tôi không thấy được khi xa màn hình nữa. Các anh chị cho phép tôi ngồi để trình bày. Thế thì anh cái chủ đề mà của tôi nó hạn hẹp hơn là cái chủ đề của anh Hằng, và tôi chỉ tập trung vào nói vấn đề về dịch. Thế thì cái đề tài hôm nay á, thì trình bày ở Viện Pháp nên chi tôi có hỏi là ông Tham Tán á, là nên trình bày bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Việt. Thì ông Tham Tán nói rằng là nói bằng tiếng Pháp ở ngoài đó không có ai nghe đâu. Thế thôi thì nói tiếng Việt. Vì thế mà khi mà nói tiếng Việt thì tôi lại, lúc mà đúng như làm ở cái lần mà ở Viện Pháp tại Huế, thì tôi làm PowerPoint bằng tiếng Pháp. Thì cái đề tài mà bên tiếng Pháp đó là l'acte de traduire à présent face aux écrits d'antan. Thế thì khi sang tiếng Việt nó sẽ là hành vi dịch trượt với những án văn xưa như thế này, và trong cái bối cảnh ngày nay đó là chủ đề chúng ta tôi sẽ trình bày hôm nay. Cách đây 10 tháng, vào tháng 10 năm 2019 thì Thái Hà Book đã cho ra mắt cuốn Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế. Thì lúc đó cái bản gốc và bản dịch là khoảng cách là 100 năm. Lần này ra mắt hồi ức về kinh thành Huế của Michel Đức Sinh thì cái khoảng cách đó nó lớn lên hơn nữa, đó là một khoảng cách hơn 150 năm. Thế thì tôi có hỏi, với qua hai cái tác phẩm dịch này, chúng ta sẽ thử xem một số vấn đề câu hỏi liên quan đến dịch thuật. Thì đây là những câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra qua hai cái bản dịch này. Đó là tại sao dịch? Tại sao dịch tác phẩm này mà không dịch tác phẩm kia? Vì tác phẩm mà để dịch thì nó vô cùng thật. Tại sao lại phải dịch lại? Và tại sao lại tái bản? Thì qua ba câu hỏi đó, chúng ta sẽ làm rõ ba vấn đề. Đó là hành vi dịch thực mà nhắm đến xuất bản. Và hai là thế nào là tác phẩm có tầm vóc, tác phẩm lớn, đối lập với những loại văn bản mà gọi là thông tin hữu dụng. Thì tôi viết cái câu văn bằng tiếng Pháp này cho những bạn có thể xem được những khái niệm mà vốn đã được dùng nhiều bên tiếng Pháp, và tôi sẽ trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và vấn đề thứ ba mà chúng ta sẽ làm rõ là tại sao lại có một lời dẫn preface và một cái phụ lục như vậy, tại sao vậy? Chứ thì đầu tiên các anh chị chú ý đến khái niệm là tôi nói rõ là l'acte de traduire, tức là hành vi dịch thuật chứ không phải là dịch thuật. Vậy thì hành vi dịch thuật này, khi chúng ta nói đến hành vi dịch thuật này, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi là đâu là những điểm chung của hai cái văn bản mà chúng ta vừa dịch xong? Hai là những thách thức gì mà chúng ta gặp phải khi gặp lại cái loại án văn mà xưa này? Ba là với tư thế của người dịch giả thì chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào một cách bao quát? Bốn là khi phải dự phóng về cái xử lý. Và điểm không phải là thứ năm là không quan trọng, đó là vấn đề đón nhận bản dịch và ai là cái độc giả mà mẫu mực cho cái bản dịch mà chúng ta thiết lập. Thế thì phải nói rõ là khái niệm đây là
khái niệm hành vi dịch thực, vì đây là con người dịch. Không biết được là 10, 20 năm nữa là những dịch giả như tôi hay là những người khác cũng sẽ bị thay thế bởi cái anh Google nữa. Không biết, nhưng mà tôi không thuộc lĩnh vực đó, tôi không dám trả lời. Tôi chỉ nói ở đây là con người làm công việc dịch thuật này. Và con người này nó có tất cả những cái hiểu biết và kỹ năng nào với những cái dự phóng nào về mặt thông tin giao tiếp. Dịch trong một bối cảnh nhất định và nhắm đến một cái đối tượng độc giả tức thời nào đó. Và bản dịch mà bản dịch xuất bản thì nó là một cái tác phẩm văn chương mà nó có định hướng. Thì khi một người dịch giả, tức rất nhiều hồi nãy thì khi được phỏng vấn thì luôn luôn có hỏi, có một câu hỏi trở lui trở tới hoặc là tại sao lại chọn dịch tác phẩm này vậy? Tác phẩm này hay tác phẩm kia, tại sao có một sự lựa chọn? Tại sao phải dịch? Và tại sao phải dịch lại? Và chúng ta đừng quên rằng cái bản souvenir đời Huế này nhiều người dịch lắm rồi. Có nghĩa là nó có thể là đi rơi vào tình trạng nhàm chán rồi, tại vì quá nhiều người dịch rồi. Có nên dịch lại không? Và nhân đó thì chúng ta sẽ trả lời là nó có phải là một tác phẩm lớn để mà dịch hay không? Những khái niệm tôi để trong mặt kép này đó là những khái niệm của các nhà nghiên cứu nước ngoài như là Conakry, là của De Lille, Jean De Lille, một giáo sư ở Ottawa, Canada. Hay là cái bản dịch mà cái bản tác phẩm này chỉ là một loại văn bản bình thường thôi, dạng text pragmatic, nó thông tin thôi, nó có gì để mà chúng ta phải dịch lui dịch tới cả. Chúng ta phải trả lời tất cả những câu hỏi đó khi bắt tay vào dịch. Trước hết chúng ta phải xem trước mắt là những cái điểm chung của hai cái văn bản này, là à Huế với lại Souvenir de Huế. Cái điểm chung nó rất cụ thể, đó là hai văn bản mà nó rất nhiều cái văn phòng mô tả gọi là descriptive, đặc biệt là nơi Cadia khi mô tả các cái motif về điêu khắc kề hình hay là họa hình. Nơi cái văn bản của Signo thì có sự tuần tự đan xen giữa thực sự narrative và mô tả descriptive. Nơi cái văn bản của Signo, Michel Đức Signo là có những đoạn là thực sự kể lại câu chuyện lịch sử, nhưng có những đoạn là mô tả chi li cái căn nhà của mình, rồi mô tả chi li cái đàn năm cái lễ tế năm giao, rồi ta mô tả rất chi li một cái chợ ngày xưa của Huế là chợ được. Đến cái người vây tai thì Michel Đức, thì đây là chúng ta đứng trước một văn bản mà nó có điểm chung là đó là mô tả. Và chúng ta cần phải biết xét về mặt lý thuyết á, thì là văn phòng mô tả là một văn phòng rất khó để chuyển dịch, nó rất khó. Là chúng ta rất bất ngờ ngay khi tôi tiếp thu cái lý thuyết, rất bất ngờ là không ngờ lại mô tả lại nó khó đến như vậy đấy. Cái điểm chung thứ hai của hai văn bản này đó là những tham chiếu của nó là tham chiếu ngày xưa rồi, của một thế giới khác, của một thời đại khác, và nó được, thậm chí nó biến mất rồi. Tức là như thế người dịch đứng trước một cái đối tượng mà nó không còn tồn tại nữa. Như trường hợp của nghệ thuật tại Huế thì là tham chiếu các cái mô típ hình học, hình họa hay là liên quan đến truyền thống mà Hán Việt, đối chiếu với các cái mô típ mà của châu Âu. Trong trường hợp mà Souvenir de Huế của Michel Đức Signo thì lại là mô tả cái cảnh đời thường mà của triều đình nhà Nguyễn với tất cả những nghi thức và cái ngôn ngữ rất đặc thù của cái thời đại của triều Nguyễn, ngôn ngữ của quan lại, ngôn ngữ của bình người dân. Chứ thì rõ ràng là có một vấn đề đặt ra. Rồi nãy rất nhiều câu hỏi luôn hỏi là dịch này cho nhắm đến đối tượng độc giả nào ấy. Ngay khi mà bên Trần Đình Hằng gợi ý dịch cuốn sách này, tôi thú thật các anh chị là tôi rất phân vân. Tôi nghe cái chữ souvenir là tôi không được thoải mái lắm, vì tôi thường cho là souvenir, ký ức, hồi ức, rồi tôi rất chủ quan và nó không phải, tôi không thích cái loại văn phong này. Vì thế mà tôi mới có hai người bạn đi ngang, bạn Pháp đi ngang Huế, cái tôi nói đi đọc thử dùm cái văn bản này cái có đáng để dịch hay không. Thì hai người Pháp đó đều là dân người ghiền đọc sách cả, họ đọc
cuốn sách này trong vòng 2 ngày. Và họ nói gì? Đọc cuốn này, khi đọc cuốn này vẫn thấy những điều trong sách này ở ngoài ở cảnh quan Huế bây giờ. Thế nó à cũng thế à. Thế thì rõ ràng là chúng ta đang đối diện với một cái tác phẩm mà cái tham chiếu của nó không biết là nó có còn hay không. Và nó có, tôi luôn luôn đặt câu hỏi là chúng ta dịch cuốn sách ra có người đọc hay không. Vì tôi thường nói với sinh viên thế này, đời người nó quá ngắn để làm những việc vô ích. Tôi luôn luôn phải nghĩ rằng việc phải có ích thì mới làm, không có ích tôi không làm. Vì thế mà tôi phải bỏ công ra đầu tiên đọc, và tôi rất bất ngờ với cuốn sách này. Nhưng mà rõ ràng là khi bắt tay vào dịch, tôi đã nghĩ ngay đến là cuốn sách này cách đây 150 năm thì nó là có cái đối tượng độc giả của nó, và 150 năm sau, 200 năm sau nó có cái đối tượng độc giả của ngày hôm nay. Vì thế mà cái người dịch giả là phải có cái dự phóng về xử lý, phải nhắm đến cái người độc giả lý tưởng, khuôn mẫu. Và cái khái niệm Little Modern này là của nhà nghiên cứu mà bác gần như bác học, ông Bạch Tô Ico, đáng tiếc là ông qua đời rồi. Và nếu người nào ưng tò mò đọc thì đọc cái chương, cái cuốn sách mang tên Lectoi Fabula, và cái chương đó cũng mang tên Lectoi Fabula, và nó nói về cái người độc giả mẫu mực này. Và nó rất cần thiết trong cái vấn đề dịch thuật. Chúng ta phải biết cái người độc giả nào chúng ta nhắm đến, với tất cả cái tư thế tiềm năng nào về trí tuệ và tinh thần của cái độc giả đó. Thế thì hãy hình dung ra đây, cuốn sách này nó ra đời năm 1867, và đây là con người Việt Nam vào đầu thế kỷ 20, khoảng cách khoảng chừng 30-40 năm thôi so với cuốn sách. Thì chúng ta, tôi rất thích bức hình chụp này, là vì nó, nếu chúng ta đọc bình thường, chúng ta viết từ trái sang phải, và chúng ta đọc bức hình này cũng từ trái sang phải của dòng thời gian ấy, từ quá khứ đến hiện tại, thì chúng ta có cảm giác là chúng ta đi có một triển lãm về con người Việt Nam đi từ quá khứ đến hiện tại, từ con người còn sống trong thế giới hàng hóa cho đến con người mà đã được Âu hóa. Như anh Hùng nói, người Việt Nam đàn ông mà đứng lên là không còn chỉ người Việt Nam nữa hết, chúng ta hoàn toàn bị Tây hóa. Thế thì bức hình này, thế thì từ cái bề ngoài này chúng ta hãy nhìn, hãy đoán chừng con người bên trong này, những tiềm năng nào về trí tuệ và tinh thần để đọc cái tác phẩm, những tác phẩm này. Và ngay cả con người đứng đầu của vương triều cũng rất là, chúng ta đã thấy là có cái phần này là ta, rồi lên tới đây là Tây, rồi đến cầm ý kiếm là bắt đầu chuyển từ thế giới hán hóa sang thế giới Tây hóa. Nhận định thứ nhất, những tác phẩm, những án văn xưa này nếu chúng ta dịch lại thì nó không còn những cái đối tượng độc giả như ngày trước của nó nữa. Và chúng ta phải đặt câu hỏi là cái độc giả của ngày hôm nay ấy, mà chúng ta phải dự báo là được nuôi dưỡng trong những cái giá trị tiềm năng, tiên tinh thần và trí tuệ nào. Và như thế rõ ràng chúng ta đã trả lời một điều này, đó là hành vi dịch thuật, đó là một hành vi mà liên tục được làm lại. Đây là bản dịch của năm 2020, đôi khi 2025-30 lại có người khác lại có thể dịch lại, không sao cả. Là vì đối tượng độc giả đã thay đổi rồi. Và cái đó là chính là cái điểm mà có lẽ máy móc không thể dự báo được. Máy móc dịch không thể dự báo được. Không phải lỗi của nó, mà không phải lỗi của Google, mà vì chúng ta mặc định cho nó cái gì thì nó làm cái đó thôi. Nó không có ý niệm về con người, về nhân văn, về nhân bản, nó không có. Và ở đây chúng ta đi đến cái kết luận thứ nhất, là cái đó chúng ta đã biết từ lâu rồi, là la traduction est pluriel, tức là đa dịch thuật, nhiều văn bản, nhiều bản dịch, không sao cả, không có việc gì mà phải tranh cãi cả. Nếu các anh chị không hài lòng với bản dịch này, các anh chị dịch lại để làm lại một bản dịch khác có giá trị hơn, không sao cả. Thế thì tại sao dịch và tại sao dịch lại? Thế thì cái bản thân cái cuốn mà Souvenir de Huế này, bản thân nó có cái giá trị tự thân hay không, tức là trong tiếng Pháp là valeur intrinsèque không? Nó nằm trong cái sự phân bố nào? Đây là tác phẩm tầm cỡ, grand écrit, hay là chỉ đơn giản là text pragmatic, mang tính là thông tin thôi, thông tin hữu dụng thôi? Đây là hai khái niệm mà được nhà nghiên cứu John DeLille đưa ra. Thế thì đây là câu hỏi, Souvenir de Huế như thế nào đây? Tôi dịch thì tôi sẽ nói, ồ, đây tác phẩm lớn thì các anh chỉ sẽ cười thôi, vì cũng thất chủ quá. Thế thì tôi nói rằng, tôi không dám nói là đây là một tác phẩm lớn, nhưng mà đây là một tác phẩm độc đáo, originalité. Nó có 8 cái nét độc đáo. Cái độc đáo thứ nhất
chúng ta hiện nay chưa có, tôi chưa gặp một tác giả thứ hai có một thân phận kỳ lạ như thế này. Một thân phận rất kỳ lạ là một con người mang hai dòng máu, lại con của một vị quan triều đình nhà Nguyễn và gốc vùng Cờ Tan. Đây là điều, cái độc đáo thứ nhất. Và cái bức hình này tức cười là và chụp vào năm 1863 là con người này ngồi bên trời Tây, mà các anh chị nhìn bộ đồ thì biết rằng là nó vướng vít đến chừng nào giữa hai cái nền văn hóa. Mà thực ra đã từ năm 1825 cho đến năm 1863 là vị sư Đức Sinh đã sống ở Paris rồi. Thế nhưng mà hình như là vẫn không dứt ra được khỏi cái ký ức hồi ức đó. Đặc điểm thứ hai, cái độc đáo thứ hai là có người này sống, cái đường đi, đường đời của người này rất đặc biệt, là sống trong cái cục diện lịch sử mà rất đặc biệt. Đó là cái buổi rạng đông của triều đại cuối cùng, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, với hai vua Gia Long và vua Minh Mạng. Ở trên các anh chị thấy là bức hình chụp mà lăng của vua Gia Long, và dưới là lăng của vua Minh Mạng, chụp không ảnh của người Pháp. Ở trên thì tôi tự chụp. Và đặc điểm cái độc đáo thứ ba đó là con người này sống trong cái hoàn bối cảnh là cuộc đầy biến động của những tham vọng mà tìm và chiếm thuộc địa của các nước phương Tây. Ở đây là bức hình chiếc tàu Nemesis tấn công vào ở trong vịnh Đà Nẵng vào năm 1858. Cái độc đáo thứ tư của cái tác phẩm này đó là chúng ta sẽ chứng kiến cái sốc văn hóa mà bên trong một con người, mà con người này di chuyển giữa hai thế giới, di chuyển giữa cái thế giới An Nam, đế chế An Nam, mà còn thấm đẫm cái giá trị Khổng Giáo, với lại một cái đất nước Pháp vẫn là Thiên Chúa giáo, tự hào về cuộc cách mạng nhưng mà đầy tham vọng về thuộc địa. Cái đặc điểm thứ năm đó là, và cái nét độc đáo của nó đó là nó mô tả chi li chi tiết về một cái mảng thôi của thế giới hàng hóa. Thế giới hàng hóa là thuật ngữ mà được giáo sư Leon Vandermeer dùng, Mon Sinise. Và khi đọc tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy một cái mảng hàng hóa đó với những ông quan như thế này mà ngày nay chúng ta không còn nữa, với những tập quán mà chúng ta không còn thấy nữa. Mà những cái tập quán này nó kéo dài cả nghìn năm ở Việt Nam rồi. Và cái sáu là cái thế giới mà Seigneur mô tả đó không còn nữa, như là các ông quan đi lại bằng cái võng kiệu như thế này. Và tất đó là cái thế giới thu nhỏ lại của Michel Đức Seigneur với những người Việt Nam và những nhà truyền đạo đầu tiên đến Việt Nam truyền đạo với những con chiêng đầu tiên như thế này. Trong tác phẩm này chúng ta cũng sẽ thấy những hình ảnh mà sẽ nó không bao giờ chúng ta thấy được nữa, là những cái bà, những người cung nữ sống trong cái cung điện Triều Nguyễn. Nhưng ở đây là một bức hình, tôi không tìm được bức hình nào có thời của Minh Mạng. Chúng ta không có. Chúng ta chỉ có những bức hình chụp từ khi Phan Thanh Giản đi sứ để sang đòi lại sáu tỉnh Nam Kỳ thôi. Đây là bức hình của các bà ở làng Thiều Trị. Và trong cái tác phẩm này chúng ta cũng sẽ thấy ngay chính cái con người Seigneur này tiếp xúc, được dẫn dắt đi vào tâm là Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, là những quan thái giám. Hay là cái cảnh mà vô tả rất chi tiết khi về Tế Nam Gia, hay là cái đám quan lại lính tráng của Triều Nguyễn, hay là cái giáo dục mà cái thối lối mà ngày xưa một thầy đồ với là một đám con nít ngồi như thế này. Và Michel Đức Seigneur, tôi thích cái đó là không mô tả tầng lớp trên mà lại mô tả cả những cái tầng lớp lam lũ ở phía dưới. Đấy. Và thậm chí những con người mà chúng ta rất tức cười là mô tả đến cái ông mà làm nghề váy tai chẳng hạn. Trong đó Michel Đức Seigneur cũng dành một vài trang để mô tả con người ngồi váy tai với tất cả cái kỹ thuật rất đặc biệt mà ngày nay chúng ta không còn nữa, là váy tai mà còn đốt giấy bỏ vào lỗ tai để lấy ra. Chúng ta rõ ràng ngày nay chúng ta không thể thấy một cái cảnh như vậy này. Thì cái kỳ lạ là con người này viết là hồi ức ở bên trời Tây ấy, với một cái ký ức rất là tỉ mỉ chi li, tức là con người này có trí nhớ rất tốt, như là đó mô tả cái khu phố cổ Bao Vinh, mà đúng ra nếu người ở Huế mà bảo tồn tốt ấy, là không thua gì Hội An đâu, vì đây nó giống Hội An như vậy. Đặc điểm thứ bảy
của cái bản dịch này và đối với người trẻ là vì những cái khung cảnh mà mô tả của Michel Đức Sinh Nhô đó, nó vẫn còn đó ở Huế. Đó là cái kinh thành Huế với cái di sản vừa vật thể và phi vật thể của Huế. Michel Đức Sinh Nhô có mô tả đi dự xem kịch ở trong, lúc đó chưa phải là Duyệt Thị Đường, lúc đó là một cái nhà trước Duyệt Thị Đường ấy. Mô tả cả những bữa cơm của người Việt Nam, mô tả cả cái chuyện bánh trái mà được cho ăn ở trong cung như thế nào. Và đây là cái độc đáo, cho là ngay tôi bất ngờ điểm này. Khi đọc xong tôi rất lạ, tôi nói kỳ lạ là có người này, buồn cười là tác giả đã không biết rằng mình đã viết một công trình về dân tộc học. Cái tác phẩm Souvenir de Huế, chính nó với giá trị ngày hôm nay, nó là một công trình mang cái cảm hứng và một cái nồng độ mà dân tộc học rất lớn. Qua tác phẩm này chúng ta thấy được con người Việt Nam của đầu thế kỷ 19. Không ngờ là con người này khi viết chắc chắn là không biết chuyện này. Ngày hôm nay dịch giả có thể nói như vậy chứ. Ngày lúc mà ông Michel Đức Sinh Nhô viết, tôi cho rằng là viết với tất cả những cái gì đó mà từ vô thức mà trở về thôi. Vì thế đây là một cái tác phẩm mà nó đáng cho chúng ta bỏ công dịch và bỏ công đọc. Vì cho đến nay không có một tác phẩm nào tương tự như thế này hết về thời kỳ này. Tôi rất muốn ai đó chứng minh một điều ngược lại. Tôi có nghĩa là chúng ta sẽ phát hiện ra những tác phẩm khác, nhưng cho đến nay cái tác phẩm này không có một cái tương đương, không hề có một tác phẩm tương đương. Như thế cuối cùng lại bây giờ tại sao phải dịch lại? Vì nhiều người dịch lắm rồi, bản này nếu lên mạng cách gì đánh thì nhiều người đã dịch rồi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta dịch, chúng ta cái khái niệm mà tôi dùng đây là đường chân trời, tức là chúng ta phải nhắm đến cái đường chân trời nào. Tác phẩm có cái giá trị tự thân, nhưng bản dịch nó phải có một cái giá trị dự phóng, nó dự phóng về độc giả. Như thế chúng ta phải có một bản dịch và phối hợp được cái giá trị tự thân của tác phẩm và cái giá trị dự phóng đó. Và vì thế tôi mới khi ra cái bản dịch năm 2016, chúng tôi chưa hài lòng. Và để chuẩn bị cho cái người độc giả đó, thì chúng ta phải, người dịch giả phải làm cái gì đó để chuẩn bị cái tư thế cho người độc giả đi vào tác phẩm này. Và đó là chức năng của lời dẫn. Rất tức cười là khi cuốn sách này ra đời á, tôi nói tôi không hề có ý định để xúc phạm ai hết á. Nhưng mà những người mà đứng tuổi hay lớn tuổi thì hỏi tại sao mà lời dẫn dài thế. Nhưng mà ngược lại sinh viên của tôi á, thì lại nói rằng nhờ cái lời dẫn này mới hiểu được tác phẩm một chút. Thế thì lời dẫn chính là chỉ ra hướng người độc giả về một thế giới đã không còn nữa, tạo ra những đường liên kết cho độc giả đi vào và cung ứng cho cái nhà xuất bản một cái văn bản nó có tính hiện thực. Đó, tức là bản dịch nó phải có những chức năng như vậy, không phải là vấn đề từ sang từ. Vì thế mà tại sao lại tái bản? Là vì chúng tôi thấy cái bản 2016 á, về hình thức và về nội dung tôi vẫn chưa hài lòng. Đây là một cái nghề rất khó chịu, là không bao giờ chúng ta hài lòng hết á. Ở nơi một con người, chứ không phải là chúng ta không hài lòng vì bản dịch của người khác. Thường thường bản dịch của chúng ta là vĩ đại nhất, hay nhất rồi, cái đó là mọi người đều biết rồi. Vợ mình và văn người mà. À, vợ người và văn mình mà. Tôi xin lỗi. Cái đó trong tiếng Pháp gọi là lapsus đó. Cái đó xin các anh chị đọc lại Freud á, là dễ hiểu lắm. Thế thì chúng tôi không hài lòng về cái bản dịch 2016 cả về nội dung và hình thức. Và vì thế là ngày 2020 á, vì tới hôm mà tôi gặp anh Thường, tôi đưa cái đó là tôi ý như vậy đó, là tôi muốn thay đổi cái bản dịch. Thay đổi thứ nhất, làm nhẹ đi cái văn bản bằng cách loại trừ các minh họa không cần thiết, nó rườm rà quá, làm nó hại óc người đọc, nó chẳng lợi gì hết, bỏ bớt đi. Lần này tôi quyết định bổ sung bằng một cái phụ lục. Tại sao một phụ lục? Nó có chức năng của nó, chứ không phải là chúng ta muốn thêm vào cái gì thêm vào đâu. Nó có chức năng, mà tình cờ cái phụ lục này nó nối kết hai cái tác phẩm lại, là nghệ thuật và nghệ nhân của cái tình thế với cái bản là hồi ức này. Là vì cái phụ lục này nó mở ra cái thời đại, một thời đại khác, đó là An Nam đầu thế kỷ 20. Và
nó giới thiệu một cái đầu tư tập thể và nó có liên quan đến cha con Senyo, đó là hội đô thành hiếu cổ và cái bộ mà BAVH đó. Và vì thế mà đây là khi viết phụ lục đó, chúng tôi đặt vấn đề như sau, là tại sao cái hội người yêu Huế này với cái bộ BAVH từ năm 1914 đến năm 1944 này lại dành một tần số, có thể dùng chữ tần số được, một cái thích cái tần số hơn là vì lý do là nó là sóng, mà sóng thì nó đi vượt thời gian, nó giống như ánh sáng vậy. Thì thế mà cái tần số Senyo, tại sao cha và con xuất hiện nhiều trong bộ BAVH vậy? Tại sao vậy? Năm nào trong từ năm 1914 cho đến năm 1924, năm nào cũng có bài về Senyo cả. Tại sao lại cái nhóm người mà AVH lại quan tâm đến đến cái cha con Senyo vậy? Vì thế lần 2020 xuất bản lần này của Thái Hà là có một cái phụ lục mà không có trong trong 2016. Nó có cái tựa đề là từ kinh thành Huế đầu thế kỷ 19 của Michel Đức Senyo đến những cái Huế xưa của Cadier mà qua các trang BAVH. Như thế chúng ta thấy rằng là một cái lời dẫn là nó chuẩn bị một đường hướng đọc cho độc giả. Một cái phụ lục là mở ra cho độc giả những kênh đọc khác, làm cho người ta thấy được còn một cái đường hướng mở ra khác. Và thế thì chúng ta không thể thoát được câu hỏi này: thế nào là một cái tác phẩm tầm cỡ tầm vóc? Nó làm cho chúng ta như thế nào đi? Tôi chưa cho các anh chị câu trả lời ngay. Và tôi có lẽ chúng ta để phần sau là anh chị chúng ta trao đổi, vì tôi chuẩn bị khoảng 60 cái bao qua này. Nhưng mà tôi thích trao đổi hơn là áp đặt anh chị phải lắng nghe như thế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đang bị lắng nghe. Vâng, xin chân thành cảm ơn thầy Quang và xin mời thầy Quang ngồi lại ở sân khấu một chút ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp giao lưu trực tiếp với các bạn khán giả ngồi đây. Và xin mời bước lên sân khấu hai vị diễn giả, hai vị khách mời của chúng ta, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và tiến sĩ Trần Đình Hằng ạ. Xin mời hai vị khách mời của chúng ta cùng bước lên sân khấu để chúng ta có thể giao lưu trực tiếp với các vị khách mời ở đây ạ. Vâng, và xin mời tất cả các bạn đọc yêu mến sách và yêu mến văn hóa nghệ thuật có thể đưa ra những ý kiến, những thắc mắc của mình về cuốn sách cũng như là về chủ đề ngày hôm nay của chúng ta với tất cả các vị khách mời ở đây ạ. Có một cánh tay nào đó giơ lên không ạ? Xin mời bạn ạ. Câu hỏi này cháu xin được hỏi dịch giả. Thì không đứng được không ạ? Cháu thì mới đang đọc dở được nửa quyển của La Đờ Huế, à Huế. Thì cháu muốn hỏi ngay là cái vấn đề là tại sao lại dịch cái hội những người yêu Huế, Les Amis de Vieux Huế thành hội đô thành Huế hiếu, hội đô thành Huế cổ. Hội đô thành hiếu cổ. Hiếu cổ. Thì tại sao lại? Dạ, yeah. Cái đó, xin lỗi, anh hãy quan trả lời. Cái đó chúng ta không thoát được cái lịch sử á. Vì cái, đúng cái tên đó được dùng cả thích, được dùng từ đầu của cái hội đó rồi. Đừng quên là hội đó ra đời trong thời gian mà Việt Nam vẫn nằm trong cái thế giới Hán hóa di chuyển từ Hán sang Việt đó. Và cái hội đó họ tự gọi như vậy, hội đô thành hiếu cổ, nghe rất. Vì thế mà sau này tôi mỗi lần dịch tôi mình phải chú thích thêm là đơn giản thôi, đó là cái hội của những người mà thân hữu mà yêu mến cái xứ Huế đó, tôi cảm thấy. Nhưng mà ngày xưa người ta dùng chữ rất Hán Việt, rất khó chịu đối với ngày hôm nay. Nhưng mà đó là tên khai sinh của nó như vậy thôi. Tôi phải nói thêm một chút. Cái từ đó là từ ổn nhất. Nhưng các bạn biết là cái bản mới nhất của cái bộ BAVH mà được những người hiện đại dịch ra, thì họ dịch một cái câu không hề chính xác chút nào, là hồi những người bạn cổ đô Huế. Tôi hỏi ngay những người đó, lúc đó họ đang là kinh đô, đã cổ đô đâu? Cái ví ơ đó là ví ơ của Huế xưa, chứ không phải là của cổ đô. Vì trước năm 45 họ vẫn đang là kinh đô mà.
tại sao anh chuyển ra bằng tiếng Việt anh lại biến chữ Vi ở Huế thành cái cố đô ấy? Là nó bị nhầm ngay cái chi tiết này. Và xin thưa với bạn, trong nhiều cách dịch, hồi những người yêu Huế, hồi những người bạn Huế xưa, thì cái phản phất của cái văn phong Hàn Lâm cái thời kỳ đó, người ta dịch chữ hồi đô thành hiệu cổ có thể là dễ nghe nhất. Và hiệu cổ này có nghĩa là nó bổ sung cho chữ Huế, chữ Vi ở Huế có nghĩa là hiệu cổ, cái Huế cổ đấy, thì là người ta dịch một cái cách nó rất là mềm mại huyền chuyển như vậy. Và rõ ràng chúng ta sẽ có rất nhiều cách dịch. Vâng ạ, rất cảm ơn câu trả lời của thầy Quang và của anh Hằng. Và xin mời những cánh tay tiếp theo ạ. Các bạn có thể đặt ra bất cứ một câu hỏi nào cho ba vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin phép được hỏi thầy Quang một câu ạ. Em thì chưa có cơ duyên nhiều vào Huế, cũng không biết được nhiều về Huế. Nhưng mà khi nghe thầy Quang có chia sẻ thì em thấy trong người nó có một cái cảm xúc, một cái niềm yêu thích nó man mác. Vâng, và em thấy rằng là khi mà mình tìm hiểu về một cái lịch sử, một cái quá khứ của mình, nó sẽ cho mình thấy rằng là cái cuộc sống hiện tại của mình nó sáng tỏ và cho mình một cái sức sống đến tương lai. Cho nên là cái lịch sử nó rất là quan trọng. Và trước cái thời đại bây giờ là luồng thông tin nó rất là nhiều, cuộc sống đang xô bồ gấp gáp rất là nhiều. Và để đi sâu vào được về những cái văn hóa này buộc mình phải có những cái thông tin tiếp nối nhau để nó dày lên thêm. Thì em hỏi thầy một chút là trong các kế hoạch của những người con Huế, của thầy và trường, thì đã bao giờ thầy nên một cái kế hoạch lớn với bên thành phố Huế là xây dựng một bộ phim tài liệu về Huế để phát ở những quảng trường, những trung tâm văn hóa để làm sâu sắc thêm cái tư liệu về Huế trong những cái năm tháng mà triều đình Huế đã sống và đến cái giai đoạn mà Pháp đang sang để thể hiện cái sự dịch chuyển văn hóa từ Hán sang Tây ạ. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh. Thì câu hỏi nó thiên về cảm xúc thì mình sẽ trả lời theo thiên về cảm xúc. Bản thân tôi không sinh ra ở Huế, quê nội ở Huế, quê ngoại Hội An và sinh ra ở Đà Nẵng, nên di giọng tôi nó dễ nghe hơn so với người Huế. Tại vì tôi nhớ là hồi hai đứa con đầu tôi nó đẻ ở Huế á, là mỗi lần hai đứa nó vào nghỉ hè trong Sài Gòn mà từ năm 80 á, là cả cái khu Bình Thạnh nó cũng bu lại coi hai con người ngoại hành tinh nói tiếng gì đó không ai hiểu hết. Đấy, thì đó là cái người Huế có đặc tính á, là nói không ai hiểu cả. Và vì cho nó thuyết phục lắm, tại vì lúc đó chỉ nghe bằng cảm xúc thôi chứ không nghe bằng lý trí được. Thì tôi xin phép nói đùa như thế, nhưng mà để trở lại là cái ý tưởng anh rất hay, là người trẻ bây giờ cứ nghĩ đến là thông tin, đến quảng bá mà. Thì đó đúng, vì cái quảng bá nó giúp cho người ta biết đến, người ta nó có lợi về mặt du lịch. Có một nhà viết quảng cáo nổi tiếng mà tôi đã gặp ăn cơm ở Paris ấy, là viết cái cuốn mà Publicité Société, nó hay lắm. Nó nói đến quảng cáo á, đến thượng đế cũng cần quảng cáo mà, bằng chứng đâu, là ví bằng chứng là ngày chủ nhật là phải rung chuông thì con chiên nó mới biết là sắp có lễ, đúng không? Nên chỉ cái ông đó viết cái câu đó, nó nói là thượng đế cũng cần quảng cáo, phải rung chuông rồi phải nhắc đuôi nhắc tới thì ngài mới hiện diện, chứ còn không ngài cũng không hiện diện. Thì Huế cũng vậy thôi, cũng phải quảng bá, phải nhờ anh Hằng đi ra Hà Nội, đi vào Sài Gòn nói lung tung như thế mới quảng bá cho Huế được. Thế thì nói một cách nghiêm túc là vì thế tôi nghĩ như thế đó. Vì thế bây giờ nói cụ thể, cái công việc dịch giả có làm được việc đó không? Có giúp gì cho người trẻ mà hiểu được rõ không? Trong bản dịch này, các anh chị thấy lần đầu tiên là hai bản dịch này là bắt đầu tôi đưa các đường link. Các anh chị muốn, chính chúng ta bây giờ mà muốn thấy được tổ tiên ông bà chúng ta thế kỷ trước nữa mà sống như thế nào, là chúng ta phải nhờ đến các cái phim tài liệu của người Pháp. Vì thế trong cái tác phẩm này tôi có mấy cái đường link đó, các anh chị theo đường link đó mà xem thì người ta sẽ hiểu hơn về cái triều đại nhà Nguyễn trước đây như thế nào. Mình tất cả đều nhờ phim với tài liệu của người Pháp cả. Tại vì chúng ta không có, hồi nãy đang ngồi nói chuyện với anh Hằng ở khách sạn thì nói đấy, là người Pháp họ lưu trữ rất tốt
mà trong khi đó chúng ta không cái kinh nghiệm lịch sử về lưu trữ chúng ta không bằng. Tôi gợi ý thế này thôi để mình thấy cái người ta họ quý báu lịch sử như thế nào, thì các anh chị lên TV Xanh mà qua cái chương trình mà Les Secrets de l'Histoire, cái tập đó, cho người ta thấy người ta lưu trữ, bảo tồn, truyền lại cho đời sau những cái hiểu biết về lịch sử như thế nào, nó rất quý. Chúng ta nên học cách làm đó. Và tôi cho rằng là những cái tác phẩm này bây giờ tại sao mà nó ra đời, nó không phải là tình cờ đấy. Trong bối cảnh hiện nay, hình như người Việt Nam bây giờ bắt đầu thích đọc lịch sử hơn, thích hiểu biết về đời cái gì diễn ra trước đây cho ông bà chúng ta vào đầu thế kỷ 20, thế kỷ 19. Có lẽ là vì bây giờ chúng ta bình tâm hơn, thế hệ bây giờ bình tâm hơn mà để đọc lịch sử. Nó không có, tiếng Pháp gọi là không có phải là một cái loại lecture passionnel, tức là một cái loại đọc mà vẫn còn trong một cái tâm lý căng thẳng. Vì chúng ta đã trải qua một thời gian rất dài để mà đấu tranh nhà độc lập. Vì thế chúng ta vẫn căng thẳng. Và hiện nay hy vọng rằng thế hệ tiếp theo bình tâm đọc lịch sử một cách bình thản hơn và bình tĩnh hơn. Và những cái cuốn sách này nó phải đóng góp cho việc đó. Không biết là tôi có trả lời được không? Tôi nói lung tung giống như người Huế đấy. Tôi hơi báo đồng một chút. Tôi rất là mê cái chữ báo đồng. Báo đồng là một cái hóa thân của một cái chất mà mình tạm gọi là cái quân tử của ngày xưa. Vợ con nó đáng đói, nhưng nó thấy thiên hạ bạo lụt thiên tai nó vẫn buồn. Đó là cái chất báo đồng. Và xin thưa với các bạn, câu hỏi của bạn đó là một cái sự mình báo đồng mà chúng tôi như lúc phải gồng mình lên để chơi. Và nói một cách khiêm tốn là minh oan. Chúng tôi có thể minh oan vì sao người ta giá trưởng như vậy để xác lập một trật tự. Vì sao người ta tổ chức một cái tang lễ nó nghiêm khắc như vậy để đem lại một cái khát vọng cho con cháu đang còn sống, chứ không phải là người chết đâu nha. Những cái hay của văn mạ nó nằm ở đâu? Mình đừng có đả phá hết. Thì đó là một cái chất mà chúng tôi muốn rút kinh nghiệm một chút để đưa cái thông tin của mình đến với nhiều người. Thì xin thưa với các bạn, bạn hỏi một câu đúng cái tâm thế của chúng tôi lâu nay. Một cái công việc của chúng tôi sẽ có ra rất nhiều phiên bản sản phẩm, từ sách, báo, tạp chí, và thậm chí chúng tôi còn phục vụ cho mấy anh em truyền hình. Các bạn có tin trên mạng, các bạn tìm một cái phim gọi là Đông Cung Cảnh. Chúng tôi giúp cho anh em Đờ Đa trên hình Huế, họ làm một cái phim về Đông Cung Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh. Và nó cảm động tới mức là người ta coi, người ta sẽ khóc. Và chính con cháu của hậu duệ Nguyễn Phúc Cảnh ôm nhau khóc khi coi phim đó. Có nghĩa là gì? Có những thông điệp chúng ta phải đặt lại trong bối cảnh đó, và câu chuyện lịch sử nó là cái gì? Thì những cái thông tin như vậy nó sẽ giúp được. Và chúng tôi mong rằng nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau thiền chỉ, thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn như thầy bói xem voi vậy đó. Để cuối cùng làm gì? Chúng ta sẽ vẽ nên một con voi hoàn chỉnh. Khi chúng ta đứng ở voi, khi chúng ta đứng ở đầu chân, thì chúng ta sẽ chỉ biết một cái đầu, một cái voi, một cái chân. Nhưng chúng ta sẽ vẽ nên được một con voi rất là đẹp. Và những cái thông tin của chúng tôi, nếu những người viết kịch bản, nếu những người làm phim họ chịu khó tiếp cận, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có được những cái cơ sở. Tôi xin nói một cái chuyện là vừa rồi tôi có một cái phát biểu mà tôi sẽ cung cấp cái tiểu sử của anh Ngạn trong phim Mắt Biếc. Cả hội nghị người ta cười, tôi bảo lấy đâu ra. Thì đó chính là cái cách chúng tôi tiếp cận để vẽ nên một cái câu chuyện con trai Đức Quảng Ra Thi là ông cổ của công ngang. Nhưng thực ra đó chỉ là câu chuyện chúng tôi nghĩ, một cái dữ liệu lịch sử văn hóa để làm cho cái phim nói hơn, nó đi vào lòng người hơn, để sau khi coi phim người ta vẫn đồng lại một chút Ngàn là ai. Và những cô gái ước gì mình lấy ông Ngàn này làm chồng, chứ coi phim xong nói máy mình không lấy ông này làm chồng, lấy ông này làm chồng là xong phim nói. Thì đó là cái cách mà chúng tôi đang tiếp cận. Và rất cảm ơn bạn một cái chia sẻ về lâu về dài. Vâng ạ, chắc chắn là bạn đã rất là hài lòng với câu trả lời của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Và trước khi bắt đầu sang một câu hỏi mới thì mình cũng xin thay mặt ban tổ chức thông báo một chút, đó là Viện Pháp thì sẽ tài trợ và tặng cho tất cả những bạn có câu hỏi thú vị nhất ngày hôm nay một vé xem phim. Với cái vé đó thì các bạn có thể xem được tất cả các bộ phim được công chiếu tại Viện Pháp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin mời bạn ạ. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là
tôi muốn hỏi dịch giả là khi mà dịch cái tác phẩm này thì ông có gặp những cái đoạn văn nào đấy mang tính kỳ thị không? Ví dụ như là đặt văn hóa Trung Hoa lên quá cao, hoặc là nhìn có cái nhìn của một người Pháp thực dân thoáng qua chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì có những cái đoạn văn nào có sắc thái như thế không? Nếu có thì ông xử lý như thế nào? Cái thứ hai nữa là tôi muốn hỏi về việc sản xuất. Tôi muốn hỏi về việc là bây giờ truy tìm, đi tìm những dịch giả mà có thể dịch những cái cuốn sách tiếng Pháp và có thể làm những cái bộ chú giải chi tiết ấy, thì bây giờ có khó không? Biết là nhà Thái Hà thì làm nhiều thì thấy cái việc đi tìm một dịch giả như thế thì nó như thế nào? Xin hết ạ. Cảm ơn chị đặt câu hỏi này. Câu hỏi nó đúng với cái nội dung của cuốn sách này đó. Vấn đề cái chữ kỳ thị hay là thái độ thực dân chẳng hạn. Thế thì các anh chị biết là khi đọc cuốn sách này mà bản gốc đó, thì chúng ta rõ ràng là con người này, cái kỳ lạ chỗ đó là một con người sinh ra ở đất Huế mà lại qua khỏi tuổi thanh niên thì lại về sống ở đất quê cha. Nên con người này bị giằng xé bởi cả hai cái cực văn hóa. Dù sao nó cũng ăn cơm với tức. Trong khi có một cái đoạn dịch mà anh Hằng, anh nói là anh còn có chắc cái đoạn này có trong bản gốc không? Nó có chứ. Vì thực ra người Huế họ hay tự hào đó, họ không ăn thịt chó. Mà trong đó thì Michel Đức Signô thì nói là thịt chó nó thơm lắm. Mà tôi rất đồng ý. Tôi rất đồng ý cái đoạn đó với Michel Đức Signô. Nên ngay khi dịch là mình thấy mùi ngay liền tức khác. Đây. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy đây là con người mà có một cái chi tiết kỳ lạ, vì lấy lâu nay người ta vẫn tin rằng là ở Huế là không có cái món đó. Thậm chí nhiều lần tôi đi làm phiên dịch ấy, thì những người lãnh đạo ở Huế là nói rằng là đất Huế là đất Phật, không có ăn cái món đó. Tôi thì tôi biết rằng là đó là một trả lời ngoại giao thôi. Nhưng mà đó, thì người ta tin, không ngờ rằng trong đầu thế kỷ 19 là người Huế đã ăn rồi. Nên chỉ hơi xúc phạm người Huế, nhưng mà đó là thực tế như vậy. Nên chỉ trong cái, tôi lấy một ví dụ nó ẩm thực, nó cụ thể như vậy để cho thấy rằng nếu có người này nó giằng xé giữa hai cực văn hóa. Cái văn hóa của mẹ là nơi ra lớn lên, và cái văn hóa của cha sau khi đã về sống ở đất Pháp. Và đương nhiên cái con người này chắc chắn nó có một độ lệch rất lớn, độ lệch rất lớn về văn hóa. Nó giằng xé ngay trong bên trong con người này, gọi là cái sốc văn hóa bên trong con người này. Chữ sốc để kinh tuyên không phải là một chữ mới của Hân Tuyên Tinh mà xuất hiện vào năm 1994 đâu. Cái chữ sốc văn hóa nó có từ lâu rồi, nó từ khi có con đường tơ lụa đã có sốc văn hóa rồi. Nhưng mà rõ ràng con người này đâu, vì thế mà tôi xin phép, con người này chúng ta thấy rõ ràng cái dân vật, vì là đã là cha người Âu, mẹ người Việt Nam, thầy giáo của người Việt Nam. Nhưng mà ba con người đó đều là Thiên Chúa giáo cả. Nên chi luôn 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 thấy đó là cái chuẩn mực, lấy đó cái làm chuẩn mực về đạo lý, về tinh thần. Trong khi đó giữa một cái biển cả mà người da vàng là chẳng chia sẻ những giá trị đó cả. Thì rõ ràng đó là một cái sốc văn hóa. Và con người này vẫn có những cái thái độ là, và xem có vẻ đương nhiên là chúng ta không dùng những miệt thị mà gọi là vị chủng, tức là ethnocentric, thấy bản thân là cái trung tâm, lấy được bản thân làm trung tâm, là lấy mình làm thước đo cho người khác. Và đấy là một cái bài học về dân tộc học. Buồn cười là con người này viết một tác phẩm mà bây giờ mang giá trị dân tộc học, mà vào lúc ngành dân tộc học chưa ra đời. Ngành dân tộc học chỉ ra đời vào khoảng năm 1890 trở đi mới có ngành dân tộc học. Con người này lại để viết ra một tác phẩm về dân tộc học cho qua con, tức là chúng ta tiếp cận được cái nhìn của người khác về cha ông của chúng ta. Cái nhìn của người khác đây, khi tiếng Pháp viết nó sẽ viết chữ lốt rồi, chữ A viết hoa, tức là cái nhìn của kẻ khác, kẻ kia khác họ nhìn mình. Và bây giờ chúng ta rất thú vị, chính nhờ con người này viết ra chúng ta rất thú vị là thế ra người ta nhìn mình như vậy. Và cái điều thú vị là con người này trong tác phẩm này vẫn thấy những điều vẫn có giá trị với người Việt Nam, xin lỗi thôi, với người Huế thôi, chứ còn nói rộng nơi đó rồi lại xúc phạm vùng miền khác. Là ví dụ trong cái đoạn mà viết về người Huế đó, là khi người Huế mà chèo đò để hò hét rồi đó, thì có người, cái sự Michel Đức Signô đưa ra nhận xét rằng là người ông ta luôn luôn chốt lại một cái câu
bằng một cái kỹ lưỡng giống như Sơn Ngụ Ngôn của La Fontaine đó, là chốt lại là sau khi mô tả cái chuyện mà chèo đò, chốt lại người Anh Nam nói chung là thích ồn ào huyên náo. Giờ trừ tôi bắt đầu thấy hàng xóm hát karaoke thì tôi nói à hiểu rồi, đó là cái tính cách của cha ông mình, là thích huyên náo, ồn ào, là ồn ào tạo nên giá trị. Đấy. Mà đúng nghề tôi thì tôi rất kỹ ồn ào. Và cái tiếp theo nữa có một đoạn là nói về cái người Việt Nam về mặt sản xuất á. Ồ cái đoạn đó thì tôi rất thú vị và tôi đưa vào lời dẫn vì lý do đó, đó là người Việt Nam nhiều khi mình không tự sản xuất, mình cứ ỷ lại mà nhập khẩu, tức là cái tính độc lập về mặt kinh tế chúng ta không có, bằng đôi khi thời đó chúng ta không bằng những dân tộc khác, người Nhật đi trước chúng ta về nhiều mặt. Và vì thế mà không thể tránh khỏi được là con người này có một cái nhìn là vị chủng, ethnocentric, chứ không phải là kỳ thị. Không biết được cách trả lời được phần nào cho câu hỏi cái gì. Về câu hỏi về dịch giả thì tôi phải nói thật là cái thời bây giờ là kiếm dịch giả rất khó. Dịch giả của tất cả thứ tiếng, từ tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật. Công ty Sách Thái Hà chúng tôi có khoảng gần 100 nhân viên, gần 100 người làm việc với nhau. Thế nhưng một trong cái khâu khó nhất của chúng tôi là tìm dịch giả. Tất nhiên có nhiều cuốn sách ở Thái Búc là chúng tôi phải dịch trực tiếp. Ví dụ chẳng hạn như không nói về tiếng Pháp như tiếng Anh, như cuốn là một cuốn chúng tôi bán cả 100,000 bản là cuốn Think Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu ấy. Thì bạn Phương Thảo là tổng giám đốc dịch trực tiếp cuốn đấy, trực tiếp dịch luôn. Và có những cuốn là chúng tôi dịch trực tiếp. Và tôi cũng phải nói thật với cả nhà luôn ấy, là cái cuốn mà quý vị đang có trước mặt mình ấy, cuốn này nói thật là cuốn khó. Cuốn này là cuốn khó bởi vì hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tác phẩm được viết vào đầu thế kỷ thứ 19. Tức là tôi biết tiếng Pháp và tôi học chuyên ngữ tiếng Pháp từ nhỏ. Nhưng mà cũng phải nói thật là cái ngôn ngữ của thời đầu thế kỷ 19 và bây giờ nó đã khác nhau rồi. Thì bây giờ ngay cả người bây giờ mà đọc là cũng khó hiểu. Và cái thứ hai nữa là một con người có hai dòng máu và đã sống ở Việt Nam như vậy, và ông viết cái này khi mà ông nhớ lại cái chuyện đó thì khi đọc thì tôi nói thật là bản tiếng Pháp là nhiều ngôn từ tôi không hiểu, hoặc là nói từ khác là không hiểu hết, và nói thật là có những từ tôi hiểu sai, thật sự là như vậy, bởi vì cách dùng từ là nó rất là đặc biệt. Thế thì để bạn thấy ngay lập tức là cái chuyện tìm dịch giả là khó. Không những khó mà rất khó. Và đặc biệt những cuốn sách khó như này. Mà góc độ tiếng Pháp lại tìm dịch giả lại càng khó nữa. Mà thứ hai lại còn... Mà cái cuốn này là về Huế. Về Huế nếu giao cho ông Hùng dịch thì chắc chắn là dịch sai bét. Bởi vì tôi không là người Huế. Như vậy là phải có người hiểu về văn hóa lịch sử của Huế. Còn nếu mà tôi nhận dịch cuốn này, tôi có thể dịch cuốn này. Nhưng mà chắc chắn phải tìm một người Huế hiểu biết văn hóa Huế để hiểu đính lại. Còn nếu không thì đọc nó buồn cười lắm. Tức là thầy Quang thì đã đạt được hai yếu tố đó, là một dịch giả chuyên nghiệp, thầy được đào tạo tiếng Pháp, được đi Pháp học chuyên về phiên dịch. Thứ hai là thầy lại, thôi thì thầy không nhận thầy là người Huế nhưng mà sống tại Huế và gắn bó với Huế và đã dịch nhiều tác phẩm bằng Huế, ít nhất là cái cuốn trước là Lác Ả Huế, cuốn chúng ta dịch là Nghệ thuật và Nghệ nhân một nghìn Huế là cũng là thầy Quang dịch, và đấy cũng là cuốn siêu. Và ý thứ ba và ý cuối cùng tôi cũng muốn nói là tôi mê nhất ở cuốn này lại là cái phần chú giải, và kể cả cái cuốn trước là cuốn Nghệ thuật và Nghệ nhân Huế, tôi mê nhất là phần chú giải và phần phân tích. Bởi vì tôi nói thật là nếu không có phần đấy là tôi chết dở và chúng ta chết dở, bởi vì chúng ta sẽ không hiểu được các cái ngôn từ đó, các cái đoạn đó hoặc cái ý đó tác giả định trình bày cái gì. Thì may mắn của chúng ta là có thầy Quang làm dịch giả, và tôi rất muốn là cũng bàn với anh Hằng là khi trói thầy Quang lại, nhốt thầy vào và cái gì cứ chuyển cho bốn đời dịch hết. Bởi vì đối với trong con mắt của tôi với các dịch giả của ngày hôm nay, ngày xưa tôi không biết, cái thời các cụ các kỵ tôi không biết, nhưng mà thời mà đang sống cùng với tôi thì tôi cho là thầy Quang là số một, ít nhất là dịch về sách về Huế, ít nhất là sách về các sách về gọi là văn hóa và đặc biệt là dân tộc học, về dân tộc. Thì tôi nghĩ là trả lời câu hỏi là không những khó mà rất khó, nhưng mà hiện nay chúng ta có một dịch giả rất tuyệt vời này rồi. Và tôi cũng nhờ thầy Quang đang đi dạy và đang đào tạo học trò mình dịch giả. Tôi chỉ mong là thầy Quang đào tạo những học trò mà dịch được khoảng độ 50-70% của thầy Quang là chúng tôi mừng lắm rồi. Và bây giờ tôi bàn với anh Hằng có lẽ là để tăng tốc độ ấy, thì bây giờ có cái vẻ này làm này anh Hằng này, bây giờ mời các học trò thầy Quang dịch và thầy Quang chiếu đứng cho nó nhanh. Chứ bởi thầy Quang gì thầy ngâm một năm thì chắc không được cuốn, thế thì bây giờ 12 cuốn của anh mà thế thì mất 12 năm rồi, cũng giờ tôi bị hưu mất rồi.
Thế thì lâu quá, bây giờ các học trò thầy Quang, thầy phải giống như là máy công nghiệp, bây giờ phải nhân bản hay là cái gì đấy cho ăn thuốc tăng trọng cho nó nhanh nhanh lên để đẻ ra một đống các bạn trẻ dịch, sau đó thầy là hiệu đính thôi cho nhanh. Các bạn thấy ý kiến đấy được không ạ? Dạ, kính thưa quý vị là thế này, tôi là người luôn luôn có máu kích động. Có một cái chuyện nhỏ thôi nhưng mà nó không nhỏ chút nào. Quý vị chia sẻ là khi mà chúng tôi in cuốn sách đầu tiên á, rất nhiều người ghé tai hỏi tại sao ông làm việc được với ông Quang. Nói ố, hắc đạo bạch đạo chứ hằng chớ hết á. Vì rằng mình muốn có một cái khát vọng và mình nối kết nó lại. Và chỉ những phải chấp nhận có những lúc nó hơi phiêu lưu và liều lĩnh. Nhưng cuối cùng là gì? Mình có một cái thiện chỉ và mình có một cái đề cương. Và mình ra một cái đề cương như vậy. Và xin thưa là sắp tới chúng tôi sẽ ra dần dần. Không chỉ là anh Quang mà rất nhiều người khác. Và rõ ràng phải có một cái sự kế tục. Chúng tôi cũng rất là mạnh dạn phê phán anh Quang là anh phải có trách nhiệm trước những cái đứa trẻ. Chứ trách nhiệm của chúng tôi vậy. Còn như lúc hơi báo đồng chút. Mình thấy tụi nhỏ nó như vậy. Nó giống như mình 20 năm trước, 30 năm trước đọc sách thiếu cái gì. Thì bây giờ mình ý như vậy và chúng tôi sẵn sàng bỏ thời gian công sức để mà lấp những cái khoảng trống đó để cho nó kế tục. Mà chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn, tư liệu và trong đó có những cái chi tiết mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Ví dụ chúng tôi sẽ giải thích vì sao người Huế không ăn thịt chó và vì sao người Huế ăn thịt chó. Ăn thịt chó lúc nào? Người Huế không ăn hề cả da trơn như cả lóc, cả trê. Và họ ăn hề cả da trơn lúc nào? Nhờ những yếu tố phương Nam đem tới, nhờ những yếu tố phi Phật giáo mang tới. Và nó có luận chứng luận cứ để diễn trình nên một cái bức tranh mà chúng ta hoàn toàn không có cực đoan rằng người Huế có ăn chay hay ăn thịt chó hay không, có ăn cà trê hay không. Và nó có những câu chuyện rất Huế. Và hy vọng rằng là những cái cách nhìn trong những cái phó tư liệu này nó sẽ giúp cho chúng tôi, giúp cho các bạn có những cái dữ liệu mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy là nó cần cho cái công việc, cho cái niềm đam mê khi mà tìm hiểu về lịch sử văn hóa, đặc biệt là một cái góc nhỏ về Huế mà như tôi và anh Quang đã bỏ nhiều công sức để gói ghém nó vào đây. Có một câu hỏi xin vừa làm trả lời nói lại cái ý mà của anh Hùng có nói lúc nãy đấy, tức là tìm một người để có thể dịch, sau đó là anh Quang hiệu đính. Tôi bản thân tôi tên là Khuynh, trước đây công tác ở VTV cũng làm công tác hiệu đính và các cái bài dịch, thì tôi thấy rằng là nói thật với anh Hùng chứ hiệu đính khổ hơn là dịch từ đầu, đấy là cái điều chắc chắn. Cũng đây, nhân đây thì xin hỏi anh Quang một câu như thế này. Anh nói về Tham Chiếu, một tác phẩm này nó viết được trong cái khoảng thời đại lịch sử nhất định, và ngôn ngữ thì ngôn ngữ của thời đó, đúng không ạ? Và chúng ta đều hiểu rằng là ngôn ngữ là sinh ngữ, qua thời gian nó thay đổi. Anh có tham vọng là làm một quyển, một kiểu như từ điển ấy, để cho người ta hiểu được rằng là ở cái giai đoạn đó, giai đoạn mà thí dụ như là trong Huế thế kỷ 19 này, nó có những khái niệm như thế này, có những cái quan niệm như thế này, để chúng ta sau này giúp cho thế hệ sau này. Bởi vì sao? Hiện nay chúng ta đang có một cái phần tạm gọi là đứt đoạn ấy, có một khoảng thời gian khá dài chúng ta, xin lỗi tất cả các quý vị có mặt ở đây này, ta lờ đi những triều đại vua nhà Nguyễn ấy. Mình bị đứt đoạn một cái đấy, thì làm thế nào để sao cho thế hệ sau này, chúng ta đều lớn tuổi rồi, nhưng sau này làm nào thanh niên, các bạn đang ngồi đằng sau này, hiểu được là một giai đoạn lịch sử khá dài thế đã diễn biến như thế nào và có những khái niệm, quan niệm như thế nào. Xin hỏi anh câu hỏi đó. Thế thì thực ra là cái đặt câu hỏi của anh đó, anh gửi lộn địa chỉ rồi đó, chứ cái địa chỉ mà đến của câu hỏi này là anh Hằng ấy. Tại là nó nói trong cái đó để lại nhé. Không, anh đừng nói nữa, anh nói nhiều quá. Tôi nói đùa chứ, tôi có thể là tôi với anh Hằng với là anh Bằng mà có thể đi với nhau được lâu như thế này á, từ năm ngoái sang năm nay á, là vì mỗi người đều có cái khôi hài mà để cho nó làm việc đỡ căng thẳng mà. Thế nên chỉ các anh chị đừng có ngạc nhiên, tôi hay đùa với là anh Hằng với anh Bằng như thế đấy. Anh Bằng còn có thể gây các anh chị cười nhiều hơn nữa. Thế thì về mặt từ điển, từ điển học, đây là ngành từ điển học chứ không phải là ngành dịch thuật. Cái mà thậm chí cái chữ cái ngành mà tôi học á, là thậm chí khi tôi đang học
cái từ này nó cũng không có trong trong từ điển, là traductology, là một ngành mà Việt Nam chúng ta mới tiếp cận đây thôi. Và thậm chí ở châu Âu mà những năm tôi học bên đó 90 là thậm chí ta từ điển nó không có. Tức là về quan niệm về dịch thuật á, tôi không biết những lĩnh vực khác như thế nào, nhưng mà lĩnh vực này là về mặt lý luận chúng ta rất chậm. Nhưng mà kỳ lạ, đây là một cái nghịch lý của Việt Nam. Tôi vẫn cố gắng trả lời cho câu của anh đấy, là trong cái đào tạo về phiên dịch và biên dịch đấy, có cái môn này. Tôi nhớ là tôi phải học môn lexicology, tức là từ điển học. Lexicography là từ điển học, lexicology là từ vựng học, và terminology là thuật ngữ học. Đó là những môn mà khi muốn đào tạo về biên dịch phải học, nhưng đó là một môn thôi. Thì cái ngành này á, thì hôm nay tôi không biết tôi nói thế này, nhưng mà cái ngành từ điển Việt Nam mình là mình rất chậm. Để thực ra là ngành từ điển, đúng ra những nhà làm từ điển của thuật ngữ là phải biết xây dựng những cái bộ thuật ngữ như vậy nó đi đời đi. Nhưng mà các anh chị biết là chúng ta nó nghịch lý thế này. Việt Nam á, tôi không có số liệu để nói như thế, nhưng mà tôi có cảm giác mỗi lần ra nhà sách không có cái tác giả nào Việt Nam công dịch. Việt Nam là một cường quốc về dịch thuật. Thú thật là tôi đọc dịch sớm lắm, và tôi thấy cái tác giả nào trên thế giới mà mới nhú lên cái là dịch thôi. Rồi mạc dịch, khi tôi còn trẻ là đọc sách dịch rất nhiều. Hạp Minh Hát đến Kawabata đọc hết rất nhiều. Tức là người Việt Nam dịch kinh khủng, không biết bắt dịch từ cái lúc nào mà chúng ta dịch rất nhiều. Nhưng rõ ràng là chúng ta là một dân tộc rất rất cởi mở và đón nhận những cái giá trị bên ngoài vào. Dịch thuật nó là dấu hiệu đón nhận từ bên ngoài vào. Và ở đây thì muốn cười là chúng ta lại đối diện với cái vấn đề là chúng ta dịch những tác phẩm của người Pháp viết về chính chúng ta. Và lúc đó nó đặt một vấn đề giống như anh nói đó, là những dịch giả phải nghĩ, phải không biết thời đó là ông bà mình là cái chức này là cái chi đây. Mới đây anh Hằng có nói đó, anh Hằng có nói về cái chuyện là phải có những cái bản để mình biết là thời kỳ đó là chi đó, qua ngữ sử hay là cái gì đó mà còn phức tạp hơn nữa là chi đó, là nghĩa tương đương với cái gì bây giờ chẳng hạn. Nhưng bây giờ ngay thế hệ tôi đã bối rối rồi, chứ huống hồi gì đến thế hệ trẻ nữa. Khi nghe là những các cái chức quan của ngày xưa là rất bối rối. Và tôi nhớ ngày xưa tôi học sử tôi rất khổ, là vì phải nhớ những cái chức quan mà mình ngày nay đâu có dùng đâu. Ví dụ như bây giờ ngay chữ như tể tướng bây giờ chúng ta dùng nữa đâu, đấy không? Thì chúng ta phải có những cái bản tham chiếu cho nó giúp cho cái người dịch nó dễ dàng hơn. Nhưng mà đó là công việc của những nhà từ điển học, thuật ngữ học, chứ không phải là công việc của dịch giả. Bây giờ xin trả lời là dịch giả, cấp độ của dịch thuật là văn bản, không phải cấp độ từ hay câu. Vì thế mà khi để nhân đất tôi chuẩn bị để mà trả lời mở rộng thêm những vấn đề chúng ta ấy. Cái vấn đề của dịch thuật nó không phải xử lý từ, nó không phải vậy. Vì chúng ta nhiều cuộc bàn cãi của chúng ta cứ rơi vào tại sao bạn lại chọn từ này, chọn bạn từ chọn từ kia, mà thực ra không phải. Cấp độ của chúng ta là nghĩa văn bản, sens là cấp độ textual, cấp độ văn bản. Mà cấp độ văn bản nó nằm trong ba cái biến số rất quan trọng, đó là điều tác giả muốn nói. Bên phía phải của quý anh chị cái góc đó là cái ngôn ngữ đến, cả cái hệ thống ngôn ngữ đó và văn hóa đó, nó cung ứng cái phương tiện gì để chúng ta dịch. Nhưng mà cả hai cái điều đó nó cũng phải nhắm đến cái đỉnh cao ở trên đó, là chúng ta nhắm đến độc giả nào. Vì thế mà trung thành với nghĩa là chúng ta phải chấp nhận ba cái áp lực đó, và phải cân bằng giữa ba áp lực đó, ba cái biến số đó. Tiếng Pháp dùng chữ paramètre. Đấy, thế thì rõ ràng là cái cách đặt vấn đề khi tôi được đào tạo thì tôi cách đặt vấn đề nó khác. Không phải là câu hỏi đầu tiên của dịch thuật, không phải là dịch từ gì bằng từ gì. Không phải. Luôn luôn. Vì thế mà khi tiếp cận cái tác phẩm này là tôi suy nghĩ là các cái bối cảnh nó như thế nào, là con người này sống ra lớn lên như thế nào, chịu những cái áp lực gì, những thang giá trị gì, rồi sau đó mới đi vào chi tiết. Và đây là cái bản cho ta thấy các anh chị, đây là cái mà tôi thường dạy cho môn cho lớp lý thuyết dịch đấy. Đó là không phải dịch, là không phải là câu đầu tiên là how, là có mo, mà câu đầu tiên phải là dịch cái gì, dịch về ai, dịch cho ai, vào thời điểm nào, để làm gì.
thì câu hỏi cuối cùng mới là dịch như thế nào. Nó hoàn toàn khác cái cách đặt cổ điển mà chúng ta hay gặp. Đấy. Vì thế mà khi đất nước chúng ta về mặt lý luận ấy, chúng ta không có trường phái Việt Nam, chúng ta không có tập đúc kết về lý luận. Vì thế mà cái khổ của đời trước ấy, nó sẽ chuyển sang đời sau thôi, là vì nó không có người trước dịch theo kinh nghiệm như vậy thôi, nhưng mà không để lại cho người sau những cái bài học nào để mà có thể tiếp tục đi tới được. Đấy. Và rất phiền cái tình hình của chúng ta. Là khi tôi học về năm 96 thì tôi nói chúng ta trễ 20 năm rồi. Rồi đến khi năm 2000 thì tôi lại cứ tự nhủ chúng ta trễ 30 năm rồi. Và bây giờ 2020 thì chúng ta trễ nửa thế kỷ rồi. Đấy, chúng ta cứ từ từ mà trễ thôi. Đây, không sao cả. Thế thì, nhưng mà tôi phải, anh Hùng anh đẩy việc cho tôi thì tôi sẽ đẩy việc cho anh. Cái tính tôi vậy là phải đắc, xin lỗi. Đây này các anh nhìn thấy không? Là đây tôi lấy một số ví dụ trước khi đến cái chuyện của anh Hùng. Chẳng hạn như anh thấy đây là một ví dụ mà tôi muốn minh họa thêm cho các anh chị vượt ra ngoài cái văn bản này. Ví dụ tôi chụp cái hình này là tôi cố tình đưa cái cơm hến uống hến vào đó, là cái món quốc phồn quốc túy của Cộng hòa Thừa Thiên Huế đấy. Thế thì các anh nhìn thấy không? Bánh nằm, bánh lọc. Đây là cái người chủ của bao này đơn giản lắm, nằm cấy, lọc cấy, bèo cấy, làm ít cấy, khoai cấy. Đấy. Đấy. Từ một món là ăn bữa lỡ với lại trở thành một món trắng miệng. Tôi không biết, đây cái chỗ này bánh bèo ngon lắm ấy, nhưng mà không biết tại sao nó vắng khách lắm. Không biết có phải là do lỗi của dịch thuật không? Tại vì cây là bánh ngọt. Đấy. Nhưng mà chúng ta cười với một người bình thường mà làm thì chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ. Cái chỗ này không phải phê phán đâu nghe. Đây là ví dụ là chúng ta thấy cái hôm làm ngày thơ đó là sông núi trên vai, thì cái bản dịch ở phía dưới là mountain and river on the shoulder. Thế không, nhưng mà chúng ta không có lý nơi. Sau đó báo phê phán thì cái người nói không, phải mang cái hồn quốc túy của Việt Nam đổi tiếng Việt vào tiếng Anh, thế mới tỏ rõ là như thế. Đây là một cái ví dụ về dịch, nhưng mà đây là sự lựa chọn. Đây là một sự lựa chọn. Anh muốn đem cái hồn của anh vào cái xác người ta, hồn thương ba da hàng thịt, hay là đem người ta đến thực sự với cái thực tế của chúng ta. Trong tiếng Việt, cái sông núi ở đây đâu phải là sông cộng núi, đâu phải là mountain cộng river. Sông núi đây là tổ quốc. Mà chỉ trách chữ vai đây chẳng cho nó cụ thể hóa hình tượng, nghĩa là trách nhiệm. Chúng ta phải có trách nhiệm với tổ quốc mình. Thế thì lúc đó cái bản dịch nó, thì đây là sự lựa chọn đem hồn Việt Nam vào cái ông da trắng, hay kéo cái ông da trắng sang để hiểu cái tâm hồn Việt Nam nó phức tạp đến như vậy. Đấy. Con người nhỏ xí trong khi nào nghĩ sông núi cả. Đấy. Thế thì đây là cái câu trong cái luận án tiến sĩ của bà thầy phụ trách chủ nhiệm của đoàn phụ trách cho đoàn phiên dịch và biên dịch của Việt Nam, thì Colette Laplace hiện nay vẫn làm dịch cho Bộ Ngoại giao. Trong cái có một câu rất đáng suy nghĩ, rất ngắn, rất ngắn gọn cho những ai muốn làm dịch thuật. La traduction est un acte réfléchi et non un acte réflexe. Dịch là một cái hành vi phản tỉnh chứ không phải là phản xạ. Tức là một đường vòng, chúng ta phải suy nghĩ để tìm phương án. Chúng ta không thể đi đường thẳng được. Vì thế từ điển rất tương đối. Từ điển hết sức tương đối trong dịch thuật. Vì trong văn bản đó nó cũng nghĩa đó thôi. Mà đôi khi trong từ điển nó không chuẩn bị cho chúng ta cái đó. Chúng ta chỉ tham khảo thôi. Chúng ta không thể. Cái chuyện này nó. Và bây giờ đến cái trách nhiệm của ông. Trên thế giới người ta quan tâm từ lâu rồi đến cái việc làm của dịch giả. Đây là hai cái cuốn mà chẳng hạn như cái ngành dịch phải đọc. Là của cái nhóm nghiên cứu của bên Canada. Đúng là người Canada. Cái bản thứ nhất là Portrait de Traducteur, là chân dung của những dịch giả nam. Cái sau thấy ngon ngộn này, cái đất nước đang rất bình đẳng giới. Là tiếp theo của Portrait de Traductrice. Tôi khuyên các gì nên đọc. Vì mỗi cuốn nó chỉ đưa ra khoảng 5-6 chân dung thôi. Là nó mô tả rõ cái con người phiên dịch đó có những đặc tính gì. Phải làm. Đây là. Và người ta nghiên cứu từ lâu. Vì thế mà hồi tôi về nước, tôi có gợi ý mà tôi không thể làm được. Vì tôi việc nhiều quá, đi dạy nhiều quá. Các anh chị thông cảm chứ. Có gia đình rồi chứ. Phải nuôi ăn. Đây thì
là dịch giả là một nghề nguy hiểm, anh đừng có đẩy công việc không nguy hiểm cho người khác. Ví dụ ở quảng trường Maubert ở Paris ấy, trước đây vào thế kỷ 19 ấy, có bức tượng Etienne Dolé, đó là một dịch giả đấy, và dịch giả này phải trả giá bằng mạng sống của mình vì chỉ dịch thêm có một chữ thôi, là dịch ông này dịch Platon, và chỉ dịch thêm là sau khi chết thì chẳng còn gì, thì ông này giống như dịch thêm là sau khi chết không còn gì cả. Thế thì giáo hội không đồng ý là dùng nhục hình tra tấn cắt lưỡi lên giàn hỏa ngay tại quảng trường Maubert này, chỉ vì anh nói như thế là có nghĩa là anh phủ nhận là đời sau không có linh hồn, vì chữ không còn gì cả, rien du tout, rien thôi mà còn rien du tout nữa, cái đó trả giá ngay liền, bị tung xẻo với là lên giàn hỏa ngay tại quảng trường Maubert này. Mới tiếc là bức tượng này không còn nữa, vì đức nó nấu chảy vào năm 1940 rồi đấy. Nhưng mà người ta quên, hôm nay tôi ở đây tôi mới nói này, chúng ta phải tham khảo những kinh nghiệm ở bên ngoài, chúng ta đừng có mà cứ loay hoay với cái bản thân. Trên thế giới kinh nghiệm họ nhiều lắm về dịch thuật. Thế thì trong cái hội nghị năm 2009, một cái hội nghị tại Collège de France, thì giáo sư Michel Zing có lời giảng nhập rất hay, lire un texte vieilli du Moyen Âge à nos jours, tức là đọc một án văn xưa từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay thì phải đọc như thế nào. Thì đây là những cái lời dẫn mà tôi rất thú vị, nó sau đó sẽ chỉ trách nhiệm của anh Hùng. Thì Michel Zing nói cette distance est la fois subie et goûtée, tức là cái văn bản án văn xưa càng độ dài nó càng lớn thì nó tạo hai cái điều đối với người đọc. Một là áp lực là vì nó xưa rồi thì càng khó hiểu, mà nó gây nhiều ngộ nhận dễ hiểu lầm lắm. Ví dụ khi dịch mà cũng Michel Đức Seigneur này lần ra mắt tại Huế á, là có mấy người lớn tuổi rồi nói đi, ô tay này viết tầm bậy tầm bạ dịch cho mệt, tức là họ nhìn vào đây họ thấy đây là một người viết tầm bậy tầm bạ, nói là xong rồi giải quyết xong rồi đấy. Tôi không xin phép đừng nói tên, không tôi về Huế là nhiều người thù oán mệt lắm, khó sống ở Huế lắm, ra Hà Nội tôi mới dám nói thế này đấy. Cảm ơn thôi. Thế thì cái văn bản xưa nó tạo một áp lực cho người đọc, vì xưa quá rồi. Hồi xưa tôi khi tôi học tiếng Pháp tôi phải đọc Montaigne, Ronsard, Rabelais là thế kỷ 15-16, đọc rất mệt, tại vì nghĩa của nó không phải nghĩa bây giờ. Nhưng mà chính cái những văn bản xưa thì nó làm tạo sự thú vị cho người đọc, vì lý do gì? Là vì nó có một sức hấp dẫn đối với người đọc, vì nó nói về những cái mà không còn nữa, những thế giới không còn nữa, đó vì đó gọi Goûter, Subi và Goûter. Nhưng mà chúng ta đừng nói án văn ngày xưa, án văn nó bản thân nó có vậy xưa, khi ra nó có vậy xưa, nó sinh ra cho những độc giả của thời của nó. Vì thế ông viết là il a été écrit pour ses contemporains, chúng ta phải biết là Michel Đức Seigneur là viết cho những người đương thời của mình, mà bây giờ chúng ta không phải là độc giả ông nào nhông tên đâu, thì chúng ta phải xử lý cách khác. Và cái khoảng cách một án văn xưa nó giúp cho chúng ta cái gì? Và gián tiếp trả lời một số vấn đề về cái hữu ích của cái bản dịch này, đó là một cái án văn càng xưa khoảng cách càng lớn thì chính là người độc giả có được một kinh nghiệm về thời gian. Chúng ta sẽ thấy được té ra ông bà như thế, thời kỳ đó như thế, và nó là một kinh nghiệm. Khi đọc một án văn xưa nó cho một kinh nghiệm mà rời bỏ được bản thân, thoát vị bản thân để mà sống một kinh nghiệm khác. Đó là cái kinh nghiệm khi chúng ta đọc án văn xưa. Và những các án văn xưa càng ngày nó càng tốc độ nó càng lớn so với, và trở lại với cái điều anh nói về những cái bản thuật ngữ để mà án văn xưa càng ngày cái tốc độ nó càng lớn. Và những người đương thời như chúng ta đọc những loại này chúng ta không hiểu gì hết, sẽ không hiểu nếu như chúng ta không trang bị cho những độc giả bây giờ cả những cái phương tiện hỗ trợ để đọc, như tôi nói đó là lời dẫn và phụ lục ở trong này. Thì ông Michel Zing nói nos contemporains ne peuvent les lire que si nous les équipons de tout un appareil, introduction, explication, note et cas extrême, modernisation du texte et traduction. Thứ hai là phải trang bị cho người độc giả những phương tiện để người ta tiếp cận được cái văn bản ngày xưa này.
Và đó là nhiệm vụ của ai, anh gì biết không? Người ta nói đến vai trò của nhà xuất bản, nhà phát hành. Tôi xin nói thật cảm ơn là khi tôi dịch cái này và lối làm việc này là tôi rất ngần ngại. Không biết anh Hằng có hiểu được ý đồ không? Không biết anh Hùng có hiểu được ý đồ không? Nhưng mà may là khoảng cách 600 cây số giữa Hà Nội Huế không phải là khoảng cách về trí tuệ. Đấy. Bây giờ tôi nói tiếp vai trò của nhà xuất bản. Có một vai trò rất quan trọng. Tại vì ở Việt Nam á, nhà xuất bản mới đây mới bắt đầu có hình thành những nhà xuất bản. Chúng ta đừng quên rằng là nhà xuất bản Gallimard là bây giờ chuẩn bị sang đời thứ tư rồi. Là họ có cái văn hóa nhà xuất bản. Họ là một truyền thống gia đình từ đời ông đến đời cha, đến đời con, đến đời chắc như trường hợp Gallimard. Gallimard là người đã phát hiện ra những tài năng như là hoàng tử bé của Saint-Exupéry và La Peste và L'Étranger của Camus, là nhà xuất bản Gallimard phát hiện. Vì thế nhà xuất bản có vai trò, anh Hùng không đừng đẩy cho dịch giả vai trò mờ lắm. Thế thì người cái nhà phát hành đó là phải chú ý rằng là với một văn bản xưa thì phải làm gì đây? Nếu anh kéo độc giả về một văn bản xưa với tất cả ngôn ngữ xưa thì lúc đó anh ưu tiên cho lịch sử, anh ưu tiên vấn đề lịch sử. Nhưng mà nếu anh kéo cái văn bản xưa về phía độc giả thì anh ưu tiên cái hiểu hiện đại. Đấy, nên gì đây là một sự lựa chọn. Mà lựa chọn đó không phải của dịch giả đâu, chính của nhà phát hành. Anh có lựa chọn như vậy không? Thì dịch giả mới vâng lời nhé. Đây xin đấy. Và hồi nãy nói về chuyện vị chủng thì tôi nói rằng là tôi không lịch sử hay cẩn thận. Đây này ví dụ như Nguyễn Văn Vĩnh, đây là cách dịch của mình. Chúng ta đừng cười Nguyễn Văn Vĩnh. Dịch giả sống với bối cảnh lịch sử của mình và có cách lựa chọn của mình. Đây là một trang kiều của Nguyễn Văn Vĩnh. Ông cụ viết 4-5 câu với đoạn của Từ Hải, dịch bằng một câu văn xuôi hết cả đoạn đó. Xong rồi ông thiết lập luôn cả một bản từ điển để mà người Pháp có thể tra. Khắc là gravé, xương là os, ghi là noté, enregistré, đó là phần thứ ba. Tức là ông cụ luôn làm được ba việc luôn. Vừa giới thiệu bằng tiếng Việt, dịch cho hiểu bằng tiếng Pháp, rồi làm luôn cho một bản từ điển mà tự tra đấy, để khỏi tra từ điển nữa. Tức là chuẩn bị hết mọi chuyện cho người độc giả rồi. Đúng không? Nhưng mà hãy hỏi đây, người Pháp có nói rằng khắc xương ghi dạ siết chi, có nghĩa là khắc xương là khắc vô xương. Comment pouvoir graver tous ces bienfaits dans mes os et mon cœur? Từng chữ một như thế. Nhưng mà chúng ta dịch giả bị quy định với lịch sử. Chúng ta không có thể trách được ông cụ đó, vì đó thời của ông cụ như vậy đấy. Dịch giống như thế đang đọc chữ Hán đó. Một chữ là một chữ nghĩa, chữ nghĩa. Đó là điều mà các anh chị người trẻ phải tránh. Nếu nghĩa nằm trong từng chữ, nằm trong sẵn trong văn bản, thì đây là phương châm thứ nhất. Nếu như vậy, thì là mọi người đọc đều hiểu như nhau. Nhưng hiện tượng đó không có. Một văn bản dù chúng ta đọc tiếng Việt, mọi người không hiểu như nhau, vì nghĩa không nằm sẵn ở trong văn bản. Công thức thứ nhất mà khi nói về dịch thuật của trường phiên dịch là như sau. Tổng của nghĩa của tất cả các từ của văn bản không làm nên nghĩa văn bản. Cái mà người phương Đông chúng ta gọi là ý tại ngôn ngoại thôi. Anh dịch không thể nào xử lý theo lối đó được. Không phải từng chữ một. Phải nhìn cái tổng thể để mà dịch. Chứ đây là thời kỳ Hán Việt đề huề. Hán Việt Pháp đề huề cũng bằng nhau chứ. Nhưng phần bối là. Nhưng một bài thơ có phải đọc bằng văn xuôi không? Đó. Tôi bản dịch hay nhất về kiều và chính là bản dịch của Nguyễn Cách Việt. Bản dịch hay nhất. Tôi thích nhất là bản dịch của Nguyễn Cách Việt. Mặc dù ông Việt không học trường của tôi, mà hoàn toàn cái cách giới thiệu về bản dịch đó là của. Tôi xin phép lỗi là nói hình như nói. Rồi, cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức là thú vị của thầy Quang. Và chúng ta còn một phần phía sau vô cùng hấp dẫn nữa. Nhưng mà ban tổ chức sẽ dành một câu hỏi cuối cùng thôi. Một câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn, dành cho ba vị khách mời của chúng ta. Xin mời bạn. Em xin chào các vị dịch giả, diễn giả. Em có một câu hỏi về trong cái khâu sản xuất nên cái tác phẩm này. Thì mọi người, cả ba vị đều đã từ đầu đến giờ đều nhấn rất mạnh về cái độ chênh của ngôn ngữ của cái thời 150 năm trước và bây giờ để cho mọi người có thể hiểu được. Nhưng mà bên cạnh đấy thì không biết là các bác có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn khi mà thực hiện cuốn sách. Ví dụ như là ở trong cuốn sách có đề cập tới
mối quan hệ giữa người Pháp và các vua triều Nguyễn. Tức là đấy đều là hai đối tượng mà có cái màu sắc chính trị và phần nào đấy là như bác Khuynh nói lúc nãy là bị lờ đi, triều Nguyễn bị lờ đi trong dòng lịch sử. Và người Pháp cũng phải đối mặt với cái những cái cực đoan về tư tưởng khi mà có cái sự kiện năm 1858. Thì khi mà dịch những cái đoạn như thế, khi mà dịch những cái mối quan hệ mà nó có màu sắc chính trị như thế thì không biết bác Quang có gặp cái lấn cấn gì không, hay là khi mà gặp như thế thì sẽ xử lý như thế nào ạ? Chào hết ạ. Xin cảm ơn. Một chi tiết thôi, tôi có ghi trong lời dẫn là vì người Pháp á, khi ngồi vào bàn ăn á, họ ngồi ghế đàng hoàng và trên cái bàn ăn là để thức ăn đàng hoàng. Nhưng mà tôi nhớ là khi tôi ra Huế mà những năm mình 60 á, là ra thăm nội á, thì tôi nhớ rằng là trong nhà có cái phản và buổi sáng là ông ngồi uống trà, ông ban đêm ông ngủ đó, sáng ông ngồi uống trà, một lát nữa thì đám con nít nó leo lên nó ngồi học, rồi trưa lại dùng cơm đó ăn, là cái tấm phản như vậy đó. Thế thì trong cái ngôn ngữ Michel Duchesneau dùng chữ táp là không biết phải bối, căn cứ vào bối cảnh để biết rằng táp là đó là bàn phản hay sập hay gục sập gỗ gì đó biết là ngựa không, tại vì cái người Việt Nam cái đó nó được quá nhiều công dụng ấy. Mà thậm chí bây giờ trong gia đình vẫn còn đấy nghe, vẫn còn, người ta vẫn vừa có thể ăn đó, có thể uống trà đó, tiếp khách ở đó. Nên gì khi dịch chữ táp là chúng ta sẽ phân vân chữ nào đây, nhất là có cái đám cưới mà kê bàn rất dài trong cái tác phẩm này đó, là họ ngồi trên sập trên bảng họ ăn mà. Còn về cái công việc dịch giả mà nó liên trong cái bối cảnh mà lịch sử cực kỳ phức tạp như vậy đó, thực ra chưa, giai đoạn này chưa đến phức tạp lắm là vì với Gia Long và Minh Mạng thôi. Nhưng mà chúng ta có quyền bóp méo cái nhãn quan của tác giả sống với thời đại của mình, với tất cả những cái mặt mạnh và hạn chế của cái thời đại của mình. Mà nhất là con người này cũng, thực ra cái Michel Duchesneau thì là khi ở Việt Nam thì có lẽ học với một ông thầy trong nhà, thầy Bửu, cha dạy tiếng Pháp, thầy Bửu dạy tiếng Hán với là tiếng Việt, ta chạy ra chơi ngoài đường, tức là về văn hóa, trình độ văn hóa không phải là, tôi nghĩ là không cao siêu lắm đâu. Nghe nói là ông Signo này, Michel Duchesneau thì khi về Pháp thì làm ở một cái cơ quan hành chính ở đó, ngoài ra có dạy tiếng Việt cho trường Inanco. Tôi không biết, tôi chưa kiểm tra lại, tôi đọc một nơi nào đó tôi không nhớ nó chính xác lắm. À, có dạy tiếng Việt cho cái trường mà trường các ngữ phương Đông á, Inanco Lăng Dô, gọi là Lăng Dô đấy. Thế thì về mặt văn hóa mình không thể đòi hỏi được Michel Duchesneau cái hiểu biết của ngày hôm nay của chúng ta với tất cả các phương tiện hiện đại công nghệ được. Chúng ta đừng quên là con số này rất dễ sợ. Trong 50 năm vừa rồi, kiến thức của nhân loại nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn là 5.000 năm trước. Chúng ta không thể đòi hỏi con người của đầu thế kỷ 19 mà hiểu biết như chúng ta vào đầu thế kỷ 21. Nên chi? Nhưng vì nó không được bóp méo, ông ta nói là ông ta thích cái này, ông ta ghét, mình vẫn phải để nguyên như thôi. Ông Michel Duchesneau rất thích vua Gia Long mà cũng thích vua Minh Mạng chẳng hạn. Nhưng mà không ai thoát được số phận lịch sử cả. Và vì thế mình phải đọc lịch sử, tôi nghĩ rằng là phải đọc một cách rất bình tĩnh. Vì tôi nói rằng là những ngày hôm nay chúng ta có đấy, và làm sao chúng ta lịch sử không phải là, làm sao chúng ta đọc lịch sử không phải là một trò mê tín. Chúng ta không thể tin một cách mù quáng được. Ví dụ khi tôi đi thăm làng Khải Định, tôi thấy có các cô các bạn đó không biết nhét tiền vào trong tay của vua Khải Định ấy, rồi vái và mấy vái đó, xong lấy tiền bỏ lại trong bọc giữ lấy. Thì đó là một cái nhìn, một cái đọc lịch sử đầy mê tín. Và hay là Việt Nam chẳng hạn, vua Bảo Đại cái là ngồi ngay trên cái quảng cáo về trà cung đình, mà cung đình thì phải vua Bảo Đại ngồi thế đấy. Đây là một ví dụ chẳng hạn. Và chúng ta đó, cách xử lý chúng ta về lịch sử, chúng ta không được mê tín lịch sử, cũng không được xử lý một cách mà không được đẳng cấp lắm về lịch sử như thế này đấy. Hay là mới đây Huế đã làm được một động tác là đưa tất cả các cái vũ khí mà chiến lợi phẩm của năm sau năm 75 ra khỏi Quốc Tử Giám. Chiến lợi phẩm là làm niềm tự hào, nhưng đặt không đúng chỗ chẳng hạn, chúng ta phải sửa sang. Chúng ta phải lấy vũ khí ra khỏi chiến Quốc Tử Giám, thì nơi đó nó là nơi đào tạo khi đó những cái người về hiện tại của đất nước mà, chứ đâu có phải là một nơi mà
trưng bày vũ khí chiến lợi phẩm đấy, ví dụ như vậy. Và lịch sử vậy, từng thế hệ sẽ khám phá lại lịch sử, như là nhờ di dân lên thượng thành mà người Huế thể rằng có hai cái lỗ mà đặt súng thần công, bấy lâu nay dân làm nhà ở và đấy biết đấy, người Huế rất chậm mà khi phát hiện ra được là sung sướng lắm, sung sướng ghê lắm. Nên, ví dụ đấy, thế thì hãy cẩn thận là lịch sử không phải là nàng công chúa ngủ trong rừng. Đối với tôi là l'histoire n'est pas la belle au bois dormant, bằng chứng đâu, chỉ vì một người da đen chết thôi mà một số tượng trên thế giới là rất xuống sông bị hạ bệ, đến Cervantes cũng bị bôi sơn. Thế thì các vị hãy cẩn thận, tự nhiên một sự kiện như thế cái tự nhiên nó đảo lộn hết tất cả các cái tượng đài trên thế giới. Vì thế chúng ta hãy cẩn thận, chúng ta phải rất cẩn thận với là khi nói về lịch sử. Xin hết, tôi là tôi xin bổ sung một cái chi tiết nhỏ của bạn là trước đây ông Alexander Gutsai có một cái Sainte Mode, một sách, thì ông nói rằng là ông Nguyễn Ánh mà thành công là có tới hàng trăm hàng nghìn chuyên gia Pháp đã giúp cho ông. Nhưng qua cái cuộc của Michel Duchesneau thì chính ông Michel Duchesneau ông đã có một cái nỗi buồn từ ông bố và từ những người đồng nghiệp là sau khi thành công là vua Gia Long có một cái chế độ rất là lạ, ông thấy được cái nguy cơ của người Pháp và ông nâng họ lên một cái hàm nhị phẩm quán tước rất là lớn, nhưng ăn rồi ngồi chơi chơi được thôi, và cho thành lập một cái viện và cho mẹ ông đó làm một cái việc rất là dễ tự ái là dịch mấy cái văn bản. Và từ khi ông buồn quá, lần lần từng ông xin về nước, và đó là thể hiện cái chủ ý của vua Gia Long, cho nên vua Gia Long mới gọi ghém cái đó và đưa qua thời Minh Mạng, thì vua Minh Mạng lập tức đóng cửa với những người phương Tây. Thế đây là một cái chi tiết có thể coi là nhạy cảm nhất và một cái cơ hội lịch sử nó đã bị biến mất trong cái thời kỳ này. Là mà ông Michel Duchesneau ông diễn đạt rất nhẹ nhàng và chúng tôi cũng truyền tải nó rất là nhẹ nhàng và trở thành một cái thông điệp để chứng tỏ kết cục nó từng bước và tới thời từ Đức thì mới có câu chuyện 1858 nó tăng dần cấp độ như vậy, và là cả một cái mạch và nó giúp cho chúng ta có những cái điểm sáng rất là quan trọng. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các vị khách mời, bởi vì chương trình của chúng ta còn một phần vô cùng hấp dẫn nữa, nên là ban tổ chức xin kết thúc phần hỏi đáp ở đây ạ. Và phần hấp dẫn của chúng ta đó chính là phần đấu giá hai ấn bản Hồi ức về Kinh Thành Huế đầu thế kỷ 19 được làm dưới phiên bản trúc chỉ. Toàn bộ số tiền bán đấu giá ngày hôm nay thì sẽ được ủng hộ cho Quỹ Văn hóa Huế ạ. Và với phần vô cùng hấp dẫn này thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ạ, hãy cùng đứng lên sân khấu để có thể dẫn dắt phần này. Và như mọi người đều biết thì không ai có thể nói về sản phẩm hay hơn người mà đã dồn mọi tâm huyết để làm ra sản phẩm đó, và người đó cũng có mặt trong ngày hôm nay. Xin mời họa sĩ Phan Hải Bằng ạ, xin mời anh bước lên sân khấu ạ. Chúng tôi phải rất là cất công dùng các phương tiện khác nhau để vừa dụ dỗ vừa đe dọa rồi vừa gần như tấn công để tìm mọi cách được đưa anh Hải Bằng từ Huế ra, vì anh này trốn tránh rất là nhiều. Rủ anh đi chơi thôi, đi như rủ anh xuất hiện đám đông thì anh không chịu, và chúng tôi hôm nay đã thành công một cách lôi cổ anh được từ Huế ra đấy ạ. Xin mời anh ạ, giới thiệu về chút xíu về cái bây giờ mọi người đang rất thắc mắc về cái trúc chỉ anh ạ. Rất nhiều họ bảo trúc chỉ tức là giấy làm bằng trúc. Tôi đi cãi nhau rất nhiều rồi mà nhiều khi cũng thất bại với chính người Việt Nam. Dạ. Yeah. Xin chào quý vị, và trước tiên là xin cảm ơn anh Hùng, anh thầy con, anh Hằng, và lại anh chị em Thái Hà trước, xong rồi đến quý vị là khán giả. Là bởi vì như thế này, là hồi hôm qua mà tụi tôi ra với nhau là ba người, thì hồi nãy anh Hùng anh có giới thiệu là có hai diễn giả, còn tôi là diễn thật, là tôi ngồi im thế này chứ là tôi không định nói gì đâu, mà tôi cũng được phép nói đâu, vì hai diễn giả là nói rồi. Nhưng mà vì cái câu chuyện là chị Thùy chỉ giới thiệu là cái phần quan trọng liên là dính tới tôi, là cái phần đầu giá, thì tôi xin thưa là tôi cũng dính như tới đầu giá hết đó. Tôi chỉ làm ra cái cuốn sách này thôi, tức là cái phiên bản trúc chỉ thôi, chứ còn tôi cũng dính đầu giá nè, nói rồi nè. Và cái cảm ơn nữa là cảm ơn các quý vị, các thầy, các anh đã không chỉ cho phép chúng tôi, tức là tôi mong rằng chị được đứng bên cạnh thôi là đã vinh dự lắm rồi. Đấy là còn cho leo lên vai ngồi nữa, bởi vì họ là những người khổng lồ và chúng tôi là người làm ra những cái trúc chỉ thì cái tuổi đời mới có 7-8 năm thôi, cái dự án này. Cho nên so về thì chúng tôi vẫn là người tí hon, mà chúng tôi được ngồi trên vai với những người khổng lồ, tôi rất tự hào và rất là lấy làm sung sướng. Và hơn nữa lại còn được là cho vô cái phần quan trọng nhất là đấu giá này, tôi thấy quá tự hào và sung sướng. Thôi vỗ tay cho phần sung sướng nhé. Sung sướng thật.
Và lần thứ đây là lần thứ hai mà chúng tôi được lần thứ hai được đồng hành cùng với Thái Hà trong một cái ấn phẩm về Huế và văn hóa Huế, thì lại cũng lại đã ra là như vậy thì kiểu gì rồi dính về thầy con về thầy Hằng, thì có nghĩa là chúng tôi là một cái bộ ba, và cái bộ ba này rất hay là vì như chị Oanh chỉ có nói là lỡ mà ba đi với nhau mà hai mà có đình lộn hoặc cái lộn thì có một ông làm trọng tài, cho nên là hy vọng rằng là với cái bộ ba là chúng tôi sẽ còn đồng hành với thập nhị nhân duyên của anh Hằng, tức là ít nhất 12 cuốn nữa cho đến khi chúng tôi còn sức trọng gầy. thì xin đi ngay vào cái câu chuyện Trúc Chỉ là cái tên Trúc Chỉ thì lại dính đến một cái người mà liên quan đến văn hóa Pháp, đó là thầy Bửu Ý. Thì chắc là mọi người ở trong viện Pháp và những người liên quan đến văn hóa Pháp đều biết đến thầy Bửu Ý là một cái người dạy Pháp văn và dịch rất nhiều cái tác phẩm văn học của Pháp kinh điển trước đây. Thêm một cái chi tiết mà cung cấp cho những người tò mò, đó là một người thầy Bửu Ý là bạn rất thân của ông Trịnh Công Sơn, và thân đến cái độ mà 50 tuổi mới chịu lấy vợ, và sau đó thì ông Trịnh Công Sơn rất buồn và có uống rượu nhiều hơn. Thì thầy là người đặt cái tên Trúc Chỉ khi mà chúng tôi tiến hành cái dự án này và có những cái thành quả đầu tiên trong năm 2012 thì có cái festival Huế năm 12 đó, thì cái tháng tư đó là chúng tôi có làm một cái triển lãm gọi là thị giác đi, ánh sáng và Trúc Chỉ. Thì hồi đó chưa có cái tên Trúc Chỉ, hồi đó có một cái gọi là giấy tư thân thôi. Thì về hồi đó có anh Khuynh này, là hồi đó đã có anh Vũ Đức Khuynh, hồi đó anh làm VTV. Thì tôi mới xin thầy Bửu Ý, xin mọi người là một cái tên cho cái dự án này với danh chính ngôn thuận, thì mọi người cũng cho nhiều tên đó, và cái tên Trúc Chỉ thì được thầy Bửu Ý đặt cho, và mọi người đều rất là vỗ tay hoan hô, và cái tên Trúc Chỉ đó trở thành cái tên của dự án của chúng tôi bây giờ. Thì cái tên này rất dễ bị gây hiểu lầm, đó là Trúc Chỉ mà phiến theo một cách đơn giản, mà cái này là thầy Quang, thầy vừa mới nói xong, mọi người là Trúc là trai và Chỉ là giấy, cái Trúc Chỉ là giấy trai cái hết. Thế thật sự hẳn phải như vậy. Ví dụ như cái chữ Washi là hoa chỉ, thì là có nghĩa là giấy của người Nhật. Vậy thì cái nếu như mà nghĩ theo cái cách mà ngột bơ ngột như vậy thì có nghĩa là phải lấy người Nhật ra làm giấy à? Hoặc là cái chữ Hanji là Hàn chỉ, tức là giấy của người Hàn Quốc. Thì tương tự như vậy, giấy xuyến chỉ vân vân. Thì cái quan niệm đó người ta dùng để chỉ một cái sản vật có tính chất quốc gia. Và cái giấy của người Nhật, giấy của người Hàn đó được làm bởi nhiều cái loại nguyên liệu khác nhau. Trong khi đó của mình là kêu một cái giấy gió, tức có nghĩa là phải làm bằng cái gió. Ví dụ như ở Thái, ở Lào xung quanh mình cũng gọi là giấy xá, thì có nghĩa là phải làm từ cái xá. Còn mà nếu không phải cái gió thì không phải là giấy của Việt Nam. Quan niệm là như vậy. Cho nên khi mà tôi đi nghiên cứu và về giấy xong rồi, thì về mình có một cái câu chuyện rằng là sau khi mà đi đường dài ở Bắc Ninh, ở miền Bắc Thái Lan sống 7 tháng trời không về, thì đi về Bắc Ninh lại, về Đồng Cao, thì thấy rằng một cái thực trạng là cái giấy gió đó là một cái giấy gió rất buồn cười, là bởi vì gió không còn nhiều, và dưỡng cũng vậy. Và thậm chí là khi mà nói hỏi cái câu đầu tiên về cái anh Tâm, nhà Tâm đó, là bây giờ mà, thì là ông còn nói quán về thôi, ông còn nói như thiệt đó. Bây giờ mình dùng cái chày về cối rồi giá, nhưng thực sự là ông đã dùng cái đồ máy móc hết rồi, cũng hỗ trợ rồi, thế xong rồi nói thôi uống rượu đi, chứ bây giờ nói hoài vậy cũng không ấy đâu. Bao uống đâu khoảng độ một tiếng rưỡi đồng hồ sau thì ông khai hết toàn bộ là cái bây giờ là dùng cái gì. Thậm chí kể cả cái điều rất là đau lòng là cho cả giấy xi măng vào trong bục giấy để cho có cái màu nga tương tự như cái màu giấy gió. Thì đó là một cái sự thật mà cách đây 11 năm, là khi mà tôi đang còn đi điện giả về, thì rất là mình nghĩ rằng tại sao mình phải làm cái việc gì mà khổ vậy, mình làm cái gì thì mình kêu cái đó đi. Thì ví dụ như mình làm bằng tre, mình nói làm bằng tre, mình nói làm rơm, mình nói làm bằng rơm. Thế cho nên khi mà về làm cái thực nghiệm mà trước khi gọi tên Trúc Chỉ, thì chúng tôi thử tất cả các cái nguyên liệu sẵn có, và với một cái tấm thế như thế này, với một cái concept như thế này. Thế cho nên cái chữ Trúc Chỉ hẳn sẽ không phải giấy tre, mà hẳn là như thế này, là bởi vì này, xin lỗi là tôi phải nói rất nhanh bởi vì cái thời gian rất ngắn, mà tôi thấy anh Hằng và chị Thủy Doan với một ánh mắt rất hình viên đàn, cho nên là thì cái concept cốt lõi để làm nên cái Trúc Chỉ và cái nghĩa của Trúc Chỉ đó là cái về ý muốn là mang đến cho cái khái niệm giấy một cái khả năng nữa, đó là thoát khỏi cái thân phần lâm nền cho những cái thao tác sáng tạo khác để trở thành một cái tác phẩm tư thân và độc lập, có nghĩa là thêm một cái khả năng nữa cho giấy chứ không phải thay thế. Và cái việc mà thoát khỏi cái thân phần lâm nền của một cái tờ giấy đó thì hằng có một cái ý nghĩa giải phóng, mà thầy Bửu Ý là thầy dùng cái chữ dễ sợ lắm, thầy dùng cái chữ là chuyển tiếp cho giấy, tức là thầy mà đặt cái tên nữa thì mình ghế sợ quá, và thôi thì không nói nữa, thì mình nói là cái chuyện là thoát khỏi thân phần lâm nền. Thì do với cái concept đó cho nên những cái tác phẩm giấy từ thân ra đời, và cái lúc mà cái tác phẩm đầu tiên mà ra đời
2011 thì bắt đầu có những cái được thừa nhận từ địa phương cho đến trung ương bằng những cái giải thưởng của hội mỹ thuật. Cái bắt từ hồi đó là rất là tự tin, là tôi nghĩ hóa ra cái này là đã được là thừa nhận là nghệ thuật rồi, cái bắt thôi và mình triển lãm nữa, dành cho học trò triển lãm. Thì với cái ý đó sống thì bắt đầu là những cái tác phẩm giấy từ tháng bắt đầu ra đời, và đến khi 2012 thì thầy Bùi thầy mình chính thức định danh cho cái chữ là trúc chỉ. Thế như vậy có nghĩa là trúc chỉ có nghĩa là nói một cách nôm na là người Việt gốc trẻ. Tại vì trẻ trúc xưa nay vẫn được xem là cái biểu tượng văn hóa và tinh thần của người Việt. Vậy thì trúc chỉ có nghĩa là một cái loài giấy nghệ thuật của người Việt. Hơi dài dòng, hơi rườm rà một xí là bởi vì giống như anh Quang và anh Hằng có tranh luận với nhau về cái chuyện của người Huế vậy. Một củ khoai thì phải gọi là cái củ sắm đất, cho nên là giấy thì nói giấy cho rồi, còn rồi quánh trúc về tôi lúc thì có nghĩa là cái ý trúc chỉ là như vậy. Cho nên là cho nói luôn cái ánh sáng luôn ý. Hay là em nói? Em mời anh ạ. Thực sự đó, với thầy Hà thì chúng tôi đã có cơ hội công tác nhiều hơn hai cái phiên bản sách, nhưng mà về phiên bản sách văn hóa Huế cái này là lần thứ hai. Thì ở cái trúc chỉ có hai cái, có một cái điểm đặc biệt như thế này trên thị giác. Còn về nếu như về kỹ thuật này nó thì tìm hiểu sâu thì mọi người có thể tìm hiểu rất dễ trên fanpage, và chỉ cần tìm những chữ trúc chỉ là ra thì rất là dễ để tiết kiệm thời gian. Thì cái đặc điểm của cái tấm trúc chỉ đó là cái hệ thống sắc độ, cái tính khả năng tương tác với ánh sáng, và cái hệ thống sắc độ được hiện lên với hai cái điều kiện ánh sáng khác nhau. Thì xin được mọi người sẽ thấy trên cái phiên bản bia, tại vì cái bia ngoài là có một cái hiệu ứng ánh sáng là ngược, tức là xuyên sáng. Thì những cái chỗ nào dày ở trên bảng trúc chỉ đó thì sẽ tối, những chỗ nào mỏng sẽ sáng. Và ở cái bia trong thì là cũng là cái hình ảnh đó nhưng ngược lại, có nghĩa là cái chỗ nào mà dày thì sẽ sáng và chỗ nào mỏng sẽ tối. Có nghĩa là hai hiệu ứng trên cùng một cái tấm trúc chỉ. Cho nên từ cái ý mà khi mà chúng tôi tiếp tục lại được đứng bên cạnh và ngồi trên vai của những người khổng lồ, thì chúng tôi quyết định là lựa chọn một option khác, đó là đưa ánh sáng vào. Thì cái bia này hơi phức tạp, và thực sự đến tầng sáng hôm nay thì vẫn có một cái bảng tiếp tục gửi ra để và cái bảng trong Huế thì tôi nghĩ là chắc rằng sẽ là một option khác nữa. Và vì sao mà có một cái bảng mà tôi thu hồi và chỉ bắn về chị Thủy không? Đó là bởi vì cái hình ảnh này có một cái đồ lệch và không cho phép tôi giới thiệu cái hiệu ứng, hai hiệu ứng đó trên cùng một cái bảng bia của sách được. Cho nên xin phép chị về anh Hùng là cho tôi thu hồi cái nên anh Hùng chắc không biết đâu. Thì cái việc đặc biệt của cái trúc chỉ lần này, cái bia trúc chỉ lần này là như vậy. Và cái việc mà các em thi họa sĩ mà thi công những cái việc đó thì cũng hơi rườm rà, và các em họa sĩ thì lại không khéo tay như những cái người nghệ nhân, cho nên là có những cái điều mà vẫn chưa hài lòng lần này. Thì đây là một cái điều thú thật, và đó là cùng cái lời giải thích cho quá ít phiên bản, chỉ có hai phiên bản ở đây và một phiên bản ở Huế, chứ còn không phải vì Sài Gòn, Hà Nội, Huế gì đâu. Còn thật sự ra thì cũng xin nói luôn, tại vì người Huế mà đã xả cửa mà nói là nói xả lát, cho nên chứ gì cho tôi nói thêm câu nữa thôi. Tức là cái câu chuyện mà hồi nãy bắt đầu là chuyện Huế hay là không Huế thì thật sự hàng Việt Nam thôi chứ có gì đâu. Mà Việt Nam thì cũng ở trong cái địa cầu này chứ đâu ở cái địa cầu khác đâu. Vậy thì những cái việc gì mình làm mà rồi hàng cũng đi về Việt Nam hết trơn. Vậy thôi em xin hết. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Bằng. Nhưng mà anh Bằng ạ, em sẽ không bắt anh phải nói nhiều nữa, nhưng mà em mời anh đứng lại ở trên sân khấu này ạ. Và như vừa rồi thì anh Hải Bằng đã giới thiệu rất nhiều về ấn bản trúc chỉ, và có lẽ rằng khá nhiều bạn trong đây cũng giống như mình, khi mà được nghe giới thiệu, lúc mà bên trúc chỉ giới thiệu về sản phẩm thì mình cũng không hình dung ra được. Thế nhưng ngày hôm nay thì chúng ta có thể được xem trực tiếp sản phẩm đó ở trên đây. Đó cũng chính là hai cuốn sách sẽ được bán đấu giá ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một trong hai ấn bản đó. Và xin mời ban tổ chức tắt giúp ánh đèn ở trên sân khấu ạ. Xin mời ấn bản trúc chỉ của chúng ta lên đây ạ. Bởi vì sao phải tắt bớt ánh đèn ở trên đây thì chúng ta mới có thể nhìn rõ được hiệu ứng ánh sáng mà anh Hải Bằng vừa có giới thiệu ạ. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn. Chắc là em sẽ nhờ anh Hải Bằng, bởi vì là không ai có thể giới chạm vào sản phẩm của anh một cách tốt như anh ạ. Tức là có một cái hơi là cái thực sự những cái việc này ấy, là anh em trong trúc chỉ là làm lần đầu những cái thiết kế này ấy. Và thực sự là hầu như lần nào cũng lần đầu hết, cho nên là có luôn luôn có những cái lỗi vùng về, và cái này được hay được tha thứ bởi những cái người mà yêu quý thôi. Và chúng tôi cũng không mong rằng sẽ làm dùng cái sự tha thứ này nhiều đâu, để cố gắng sẽ hoàn thiện những lần sau. Thì như hồi nãy có nói á, là ở trong này có một cái thứ mà
sau này có một cái trai lưu mà tôi không biết là đọc cái chữ gì, STEM, STM, AM gì đó, thì có nghĩa là cái nghệ thuật, rồi công nghệ, rồi toán học gì, gộp lại thành một cái chung, và gọi là một cái học viện gì mà cái anh Trung anh làm đó. À, thì ở trong đấy hàng cũng có đủ hết, có điện, có đai, rồi có gương, nó tùm lum hết á. Thì đây là cái bảng cái bảng bia bên ngoài và cái hình ảnh và cái chữ được hiện lên một cách rất là tự thân và không chưa cần một cái sự in hay vẽ hay gì thêm lên nữa, để bản thân đã có cái thông điệp, cái chữ và cái hình trên này rồi. Thì cái hình ảnh trên này là cái vì thấy đây là cái cửa hiện nhớ anh Hằng phải không? Đâu cái này cái cửa hiện nhớ, cái cửa hiện nhớ là một trong bốn cái cửa đi vào Hoàng Thành, cũng là kinh thành Huế. Và khi vào ở trong này thì cái bảng bia trong này chính là cái bảng hiệu ứng ánh sáng, là ánh sáng thuần, có nghĩa là hiệu ứng bề mặt. Thì còn ngoài này là cái hiệu ứng xíu sáng. Và ở đây có một cái tính chất gần như là dương bảng, âm bảng trên cùng một cái bảng bia. Chứ còn mà cái sách ruột bên trong là của anh Hằng, anh Hùng với anh Quang rồi, tôi chỉ có thêm chút ngoài đi thôi. Và đó thì thôi về kỹ thuật luôn ấy. Được, đúng rồi, cứ chờ luôn. Dạ, trong đi có ba cái viên pin. Và pin này là ích. Rồi, hai viên rơi xuống đó. Hai viên. Còn trên là, viên. Là cái pin này là pin sạc. Cho nên là vì có những cái lần mà bị những cái sự cố là những cái bức tranh là có đèn. Nhưng mà khi lên trên sân khấu á, hoặc là đi khi lên mà trao tặng đồ này nọ vậy á, là hàng này không có đèn. Cho nên là mấy em hàng mày lò mò tìm cho được cái cục pin đi mà pin sạc. Cho nên là nếu như mà ai mà sau đi mà dưới cuốn sách này á, là hết pin là dưới này có cái chỗ sạc, bà cứ gắm vô sạc thôi và bật lên. À, thì một lần như thế này là được từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ về ánh sáng mạnh, sau đó sẽ yếu dần đi. Thế cho nên là về kỹ thuật bên trong là như vậy. Rồi vâng ạ, xin cảm ơn anh Hải Bằng. Ngày hôm qua thì anh Hải Bằng đã rất là cẩn thận và đã dặn mình rằng là về phải bật trong vòng 3 tiếng để cho nó hết pin, sau đó thì mình sẽ sạc thử xem là đã đảm bảo để cung cấp cho bạn đọc hay chưa. Và tối ngày hôm qua thì mình đã sạc đến tận hơn 4 tiếng mà vẫn chưa hết pin ạ. Vâng ạ. À, và đây chính là sản phẩm sẽ đấu giá đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có hai ấn bản với hai cái hình nền khác nhau. Một hình nền này là hình cửa hiển nhơn, và chúng ta sẽ còn một phiên bản nữa, đó chính là hiển lâm cát ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phiên bản này ạ. Khi mà bắt đầu đấu giá thì có rất là nhiều người có hỏi mình là mức giá khởi điểm là bao nhiêu. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, ấn bản này là ấn bản chúng mình bán đấu giá để ủng hộ cho Quỹ Văn hóa Huế. Chính vì vậy, mức giá khởi điểm sẽ bắt đầu từ 0 ạ. 0 đồng. Vâng ạ. Xin nhắc lại với các bạn, những bạn đã tham gia đấu giá lần trước ấy, là tiền đóng góp là cho Quỹ Văn hóa Huế. Huế có rất nhiều thứ cần phải làm để bảo tồn, giữ gìn và khôi phục văn hóa của cố đô và cái nơi chúng ta thấy cũng sẽ đã giúp đỡ tác phẩm về tác phẩm nghệ sĩ Huế cũng rất là tuyệt vời. Và giá khởi điểm là 0 đồng. Cái người nào có thể trả thấp nhất là 1.000 đồng cũng được, và cái người nào mà có giá cao nhất sẽ được mang cái tác phẩm tuyệt vời này về tại nhà mình. Xin nhắc lại, chúng ta có 3 tác phẩm và tại Hà Nội có 2, và ngày hôm nay 2 tác phẩm sẽ về 2 ngôi nhà trước khi chúng ta rời đây, còn không biết về nhà ai thì chưa rõ. Giá 0 đồng, xin mời giá trả cho phiên bản là một trong các cửa để vào kinh thành Huế. Xin mời ạ. À, vâng ạ, xin mời cánh tay đầu tiên giơ lên ạ. Xin mời ban tổ chức chạy micro. Em lấy em trả giá đầu tiên 68 đồng. Cái kia 68 ngàn. 68 ngàn đồng. Vâng ạ, giá đầu tiên là 68 nghìn đồng ạ. Xin mời những cánh tay tiếp theo ạ. Xin mời. Một trăm ạ. 100 gì ạ? 100 ngàn ạ. 100 ngàn, 100 đồng. Ngàn đồng ạ, vâng được. Ạ. Vẫn tiếp tục chờ đợi những cánh tay khác tiếp tục ạ. 168 ngàn đồng ạ. 168 ạ, vâng ạ. Xin mời chị ạ. Chạy 20 kg cho nhanh em ơi. Một bạn ở bên này nữa đi. Thêm một người chạy bên này 20 kg. Mình trả 6 triệu 8 ạ. 6 triệu 8 ạ, vâng ạ. Một mức giá 68 lên ngay 6 triệu 8, một mức giá rất là tuyệt vời ạ. 6 triệu 8 ạ. Vâng ạ, vẫn xin chờ đợi những cánh tay tiếp theo ạ. 6 triệu 8 ạ, xin mời ạ.
Cũng giới thiệu với các bạn là cuốn sách cao bữa trước mình bán tại Huế cao nhất 42 triệu. Là 42 triệu, vâng. Là cuốn sách của lần trước. Cuốn này chúng tôi dự đoán là một con số nào đấy để ủng hộ cho Huế. Cuốn trước là 42 triệu. Rồi được 6.8 triệu. Đã được khẳng định là đã chuyển với Quỹ Văn hóa Huế rồi ạ. Chắc chắn 6.8 triệu có rồi ạ. Xin mời cánh tay phía dưới ạ. Chạy micro hai bên, chạy hai cái em ơi. Một bạn phụ giúp ạ. Hai người micro hai bên cho nhanh. Em ra giá 7 triệu rưỡi ạ. À, vâng ạ, 7 triệu rưỡi ạ. Năm 2019 thì Thái Hà Book đã tổ chức đấu giá 6 ấn bản trúc chỉ. Đương nhiên là hồi đó thì là ấn bản thử nghiệm và chưa có hiệu ứng ánh sáng như thế này. Và mức giá 6 cuốn, tổng mức giá 6 cuốn là 133 triệu. Và như thầy Hùng có nói là cuốn được giá cao nhất là 42 triệu và cuốn thấp nhất đó chính là giá 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi là cuốn thấp nhất trong lịch sử chưa có. Và mình nghĩ rằng cuốn này thì chắc chắn là mức giá sẽ phải cao hơn. Và rất mong những cánh tay khác từ phía các bạn khán đài ạ. Xin mời bạn ạ. Rồi, mời bạn tiếp theo. 75, tức là năm 1975, rất ý ạ. Em trả 8 triệu mốt ạ. 8 triệu mốt. Vâng ạ, 8 triệu mốt ạ. Rồi, 8 triệu mốt, có vẻ bạn này sinh năm 1981 rồi. Rồi. À, muốn sống 81 tuổi, ok. Bạn muốn sống 81 và trả 8 triệu mốt. Một con số tiếp theo là xin chúc mừng Quỹ Văn hóa Huế đã có 8 triệu mốt cho quỹ của mình. Đây là một con số cũng đã được chúng ta ghi nhận và hy vọng là... À, vâng ạ, có một cánh tay tiếp theo ạ, xin mời ạ. À, cho mình trả 9 triệu mốt ạ. 9 triệu mốt? Vâng ạ, 9 triệu mốt ạ. Rồi. Thêm 1 triệu nữa, tức là nếu mà bạn lúc trước là sống 81 tuổi, tôi đoán bạn này muốn sống 91 tuổi. Cũng có lý, thường là phụ nữ thời này là sống dài hơn nam giới. 91 tuổi đã được xác nhận với giá tiền là 9 triệu mốt. Em phát ra giá 9 triệu 6 ạ. Dạ. 9 triệu 6 ạ. Một con số cũng 6. Khá là tuyệt vời ạ. Và vẫn mong chờ những cánh tay khác được giơ lên ạ. 9 triệu 6. Hiệu ứng ánh sáng rất là tuyệt vời. 10 triệu ạ. Có một bạn trả 10 triệu ạ. Xin nhớ là chúng ta có những người ngồi từ xa và nhắn tin gọi điện về đây vì không tham gia trực tiếp được. Vâng ạ, vẫn còn một cánh tay nữa ạ. Cho mình trả 10 triệu rưỡi ạ. 10 triệu rưỡi ạ. Vâng, rất là một con số rất là tuyệt vời rồi ạ. À, tiếp tục có cánh tay ở phía kia ạ. Vẫn là của... Con số đã vượt lần trên 10 triệu rồi ạ. Rồi. Em trả 10 triệu 8. 10 triệu 8. 10 triệu 8 ạ. Rồi. 10 triệu 8. 10 triệu 8 con số hay là 1, tức là 108 là cũng là con số rất là thú vị. Toàn con số rất là hay thôi. Thưa các bạn, trên đây là cuốn trúc chỉ có hiệu ứng sáng và làm bìa rất dày, khá nặng, rất công phu và vừa chuyển từ Huế ra đêm hôm qua, vừa được hoàn thiện xong. Đây là một cái phiên bản rất đặc biệt và các họa sĩ đã hết sức dày công để làm việc để có bản ấn phẩm này. Và đây cũng là đặc biệt khi mà họa sĩ Hải Bằng là người đã làm ra trúc chỉ, đã có nhiều tác phẩm. Và nếu ai mà đến Hoàng Thành Thăng Long ấy, ai mà đến cái hầm Quốc hội ấy, là có thấy tác phẩm trúc chỉ treo đấy. Và nhà tôi cũng đang có một tác phẩm trúc chỉ, đó là Kinh Bát Nhã, khá to, treo ở nhà rất đẹp, cũng hiệu ứng sáng. À, vâng ạ, thầy Hùng ơi, bây giờ mức giá của chúng ta đang là bao nhiêu rồi ạ? 10 triệu 8. 10 triệu 8 ạ. Em trả 11 triệu rưỡi ạ. 11 triệu rưỡi ạ. Vâng, một con số rất là tuyệt vời. Và trong lúc mà đợi mọi người có thể suy nghĩ nâng thêm mức giá thì mình xin giới thiệu qua về ấn bản trúc chỉ này. Do đây là ấn bản thể hiện cửa Hiển Nhơn nằm ở phía đông của Hoàng Thành Huế, dành cho quan lại, nam nhân ra vào Hoàng Thành. Cửa Hiển Nhơn được xây dựng vào năm 1805 dưới thời vua Gia Long, Đến thời Minh Mạng vào năm 1833, cửa được gia công phần trang trí, đắp ghép mảnh sành. Đến thời Khải Định thì đã cho cải tạo lại cửa Hiển Nhơn theo nguyên mẫu cửa Trương Đức. Vì vậy mà hai cửa có kiến trúc giống nhau, khác biệt lớn nhất là trước cửa Hiển Nhơn có cầu thông ra bên ngoài Hoàng Thành ạ. Vâng, đó là những thông tin về cửa Hiển Nhơn. À, và xin chờ đợi những cánh tay tiếp theo giơ lên ạ. À, vâng ạ, xin mời anh ạ. Mình phát giá 12 triệu. Rồi. 12 triệu đã sẵn sàng cho Quỹ Văn hóa Huế. Và cũng xin chúc mừng Quỹ Văn hóa Huế đã có chắc chắn 12 triệu rồi. 12 triệu là biểu tượng của 12 tháng trong năm. Và chú nhớ đây là một trong những cái cửa vào Huế. Ai mà đến Huế thì cố gắng đến
các cái cửa này. Và cũng nói luôn là quý vị nào may mắn có cuốn này thì cũng đã mang Huế về nhà mình rồi đó. Huế rất đẹp, lung linh. Cuốn này tôi nghĩ bật ban đêm thì đẹp lắm, và có thể chúng ta sẽ mở bảo tàng. Nhà nào có cuốn này nên mở bảo tàng, mời khách lên luôn. Chắc là một trong những người đầu tiên đến là anh Hải Bằng, và người thứ hai đến có lẽ là tôi. Xin mời. À, vâng ạ, lại một cánh tay tiếp theo ạ. 13 triệu chị ạ. Rồi. 13 triệu ạ. Rồi, hay quá nhỉ. Tôi có 12 năm làm FPT, FPT sinh nhật là ngày 13. Thành nên con số 13 cũng ấn tượng đấy. Con số 13 vì khi 13 là anh Trương Tư Minh giải thích là đặt 13 là con số xấu. Mình vượt được cái xấu nhất thì cái gì cũng thành công. Thành ra là 13 triệu đã có sẵn và đã sẵn sàng cho Huế. Xin chúc mừng Quỹ Văn hóa Huế. Chắc chắn có 13 triệu. Còn nếu thêm nữa thì càng tốt. Tiền toàn bộ ủng hộ Chủ tịch Huế. Xin mời ạ. Em xin trả 15 triệu ạ. Rồi. 15 vô triệu ạ. Vâng ạ. 15 triệu. Đây ạ, chúng ta nhìn thấy 15 triệu lung linh chưa ạ? Đây. Xin mời chúng ta ngắm 15 triệu. 15 triệu khác hẳn với 1 triệu lúc nãy, bắt đầu lung linh hơn. Và chúng tôi cũng cười tươi hơn. Và Quỹ Văn Huế cũng cười tươi hơn bởi vì được 15 triệu. Và việc này là rất quan trọng để giúp cho Huế có thể khôi phục rồi phát triển cái văn hóa của mình. Và Huế là cố đô, và mong là cái người được sở hữu này có lẽ là bê cuốn sách này vào Huế, đến tại cái cửa một trong cái bốn cổng này vào, ngồi đấy chụp ảnh tại Huế với đúng cái cổng đó xong mang về. Mà tôi đề nghị ai mà trúng đấu giá hôm nay là bao giờ vào Huế cho tôi đi cùng với nhé, để tôi vào tôi chụp ảnh, xin chụp ảnh cùng cuốn này tại đúng cái cửa đó và giữ làm kỷ niệm, vì rất là quý như này, vì nó là độc bản, nó không có bản thứ hai. Vấn đề ở đây chúng ta nhớ là độc bản, không có bản thứ hai. Chỉ là Thái Hữu Bốc bao giờ làm cái gì cũng chỉ là một bản thì nó là giá trị, không có bản thứ hai. Và đây cũng nói thật luôn là đây là bản đầu tiên về sách có hiệu ứng ánh sáng. À, vâng ạ, đúng vào giờ này tuần sau thì chúng ta sẽ tổ chức đấu giá một ấn bản nữa ở trong Huế. Vì vậy em cũng rất là mong những người mà đã sẽ sở hữu hai cái ấn bản này tại Hà Nội thì chúng ta có thể có mặt ở trong Huế. Và rất có thể là Thái Hà Book sẽ nhờ anh Trần Đình Hằng, anh Hải Bằng rồi thầy Quang dẫn chúng ta đi một tour tham quan ở Huế ra thầy ạ. Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên vào Huế, tôi mời tất cả các bạn tuần sau vào Huế hết đi. Chúng ta vào một đoàn luôn. Có vào Huế đâu không ạ? Dễ. Nên vào Huế, thật sự nên vào Huế. Huế là nơi đáng vào. Và tôi sẽ dẫn các bạn ăn cơm hến. À thế à? Cơm hến đúng không? Chiêu đãi miễn phí luôn. Okay. Chiêu đãi tất cả vào chiêu đãi cơm Huế. Thế rồi mình mang cái những cái cuốn đi chụp ảnh thôi. Thế đi cưỡi xích lô. Đó, chưa. Thì rất đơn giản. Okay, vâng ạ, và bây giờ mức giá của chúng ta đang dừng lại ở mức giá 15 triệu đúng không ạ? 15 triệu. Và em mong rằng vẫn còn những cánh tay được giơ lên ạ. Vâng ạ, và tôi xin phát giá là 16 triệu. 16 triệu ạ. Rồi. Cuốn sách đã được đánh giá giá 16 triệu. Anh Hải Bằng tất nhiên là tác giả và làm một cuốn sách này ngồi cũng hồi hộp. Và anh đang chờ đợi xem cuốn sách của anh được đánh giá bao nhiêu. Mà nói thật, cái này mình bán chính là bán cái bìa cuốn sách thôi. Còn nội dung bên trong thì chúng ta biết rất rõ rồi. Nếu ai muốn đọc nội dung ấy, thì mua một cuốn sách bản thường, không cần phải mua cuốn này. Cái này là dành cho những ai dân chơi, ai thích chơi, ai chịu chơi, ai sẵn sàng bỏ tiền để chơi. Tôi nói ví dụ như hôm nọ, tôi nhớ là tôi mua một viên đá mà nó có viên đó nằm trong viên đá kia, rất đặc biệt, nó ở suối ấy, mua 100 đô, trong đó một viên đá nó có viên đó nằm trong viên đá kia, thì cũng là cái rất đặc biệt. Nhưng mà nếu ai bảo mua 100 đô thì để làm cái gì? Tức là tất nhiên là khoảng hơn 2 triệu. Còn đây là hiệu ứng ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Một phiên bản sách có hiệu ứng ánh sáng do họa sĩ Hải Bằng từ Huế mang ra ngay đêm hôm qua, và 16 triệu cho ngày hôm nay. Và nếu bản này đợt tới chúng tôi tương tự như mang đi Frankfurt đấu giá, tôi hy vọng sẽ bán được 16.000 đô. Như Việt Nam chúng ta bán không phải được cái giá đấy, nhưng mà dù sao cũng sẽ có những khoản tiền để đóng góp cho Quỹ Văn hóa Huế. 16 triệu ạ. À, vâng, em xin đính chính một chút là cuốn sách này sáng nay mới có mặt tại Hà Nội. À, sáng nhiều người tốn quá. Vâng ạ, tại vì như lúc đấy anh Bằng có giới thiệu ấy thì hôm qua có chuyển ra 2 cuốn, nhưng mà một cuốn thì mặc dù là bản thân bọn em cảm thấy rất hứng thú nhưng mà anh Bằng nhất quyết thu hồi về. Và cuốn này sáng nay vừa mới được chuyển ra Huế ạ. Và không biết là anh Bằng đang ở đâu ạ. Em muốn hỏi là với cái mức giá 16 triệu như thế này thì anh Bằng anh cảm thấy như thế nào, đã hài lòng chưa? Hả? À, anh Bằng bảo là chưa hài lòng đúng không ạ? Để em chạy kia vào. Vâng ạ,
em vẫn mong muốn rằng có một mức giá cao hơn, bởi vì toàn bộ số tiền để đấu toàn bộ số tiền đấu giá hai cuốn sách này thì sẽ được ủng hộ cho Quỹ Văn hóa Huế, và em mong rằng sẽ có nhiều số tiền để ủng hộ cho Quỹ Văn hóa Huế để các anh chị em ở trong quỹ có thể có làm được nhiều những hoạt động ý nghĩa hơn cho Huế ạ. Và xin mời những cánh tay tiếp theo được không ạ? Tức là chúng ta mục đích có việc có hai cái ý ở đây. Một, thứ nhất là chúng ta ủng hộ cho Quỹ Văn hóa Huế để bảo tồn và giữ gìn những cái giá trị của Huế. Nhưng mà cái đấy là bản thân là chúng ta, bản chất chúng ta là đang mang tiền để làm từ thiện. Nhưng ngoài việc mang tiền làm từ thiện, chúng ta lại có một cái tác phẩm từ được bê về nhà. Và quý vị được sở hữu cái độc bản. Đây là độc bản độc nhất vô nhị, không có bản thứ hai. Và thứ hai là lần đầu tiên trong lịch sử của ngành xuất bản thế giới có một cuốn sách được làm công phu tuyệt vời như này, và lần đầu tiên trong ngành xuất bản của cả thế giới có một cuốn sách được sử dụng hiệu ứng ánh sáng và bằng trúc chỉ, và khái niệm trúc chỉ đã được thế giới công nhận. Xin mời cái cánh tay tiếp theo ạ. Rất vinh dự là trúc chỉ đã chính thức xuất hiện trên bản đồ thế giới. Xin nhắc lại là lần trước chúng tôi mang một cuốn trúc chỉ đi, mang hai cuốn sang hội sách Cuba mà tôi làm diễn giả, và đó chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội đã đến thăm, và sau khi gợi ý của bộ trưởng bộ thông tin thì chúng tôi đã tặng hai cuốn đó cho lãnh đạo nhà nước Cuba, và Cuba cũng rất thích. Những cuốn sách trúc chỉ chúng tôi cũng đã mang đi triển lãm sách lớn nhất thế giới ở Frankfurt Book Fair vào tháng 10 năm ngoái. Cá tân đích nhanh của tôi cũng mang sang hội sách Doha, hội sách lớn nhất của 22 nước Ả Rập vào năm trước, và cũng được vào đầu năm nay chứ, và cũng được các nước Ả Rập họ chào đón rất là nhiều. Như vậy sách trúc chỉ của chúng ta đã được mang đi châu Mỹ Latin, đến vùng Ả Rập và sang châu Âu, và chúng tôi hy vọng là những cuốn sách có hiệu ứng ánh sáng sẽ xuất hiện tại Frankfurt vào tháng 10 năm nay. Hàng năm thì tại Frankfurt đều có hội sách lớn nhất thế giới, và tháng 10 năm nay là cũng sẽ hội sách Frankfurt, và chúng tôi hy vọng là cuốn này cũng sẽ được trưng bày tại hội sách Frankfurt. Sau đó chúng ta sẽ mang sang hội sách lớn thứ nhì thế giới là ở vào tháng 3 sang năm là ở London, và hội sách thiếu nhi lớn nhất thế giới ở Bologna vào tháng 4 hàng năm, thì đến hội sách lớn nhất thế giới. Em nghĩ là sẽ khó để cho thầy Hùng mang đi, bởi vì ấn bản cửa Hiển Nhơn này thì chỉ có một ấn bản duy nhất thôi thầy ạ. Vâng, và nếu như thầy muốn mang đi thì chắc là thầy sẽ phải liên hệ với chủ nhân của cuốn sách này để chúng ta có thể mượn. Chúng này có thể là đi cùng với chúng tôi sang Đức, nếu mà không có thì tài trợ một vé máy bay để Đức để mang cuốn này sang luôn ạ. Để mang đi triển lãm, để giới thiệu với bên đấy. Máy bay đi lại nó chỉ mất có 50 triệu thôi, không nói bao nhiêu cả. Một cuốn này mình trả 160 triệu rồi đúng không? Thế thì mà cái vé đi Đức là 50 triệu, ăn ở khách sạn một người bình thường là 50 triệu thôi. Thì ban tổ chức có thể tài trợ một chuyến đi Đức, đi mang Frankfurt xong mình vòng sang London luôn, rồi sau đó sang Bologna là có Ý. Rồi Ý thì mình sẽ đến, từ Bologna mình đi sang tháp Pisa, từ Pisa xong mình vòng về Rome. Rome là thành phố cổ rất là tuyệt vời, rất là đẹp nhé. Thì một cái tour đi như vậy. Còn nếu mà hội sách lớn thứ tư thế giới là hội sách Bắc Kinh, hội Bắc Kinh cũng đã đi. Còn hội lớn sách nếu mà mình muốn thì có thể tổ chức đi cuối cùng, là điểm cuối cùng chúng mình đến là hội sách New York vào mùng 1 tháng 6 hàng năm. Tất cả hội sách chúng tôi đều mang đi hết rồi, sách trung chỉ đã xuất hiện. Dạ. Vâng, và giá hiện tại của cuốn sách này đang là 16 triệu ạ. Dạ. Và nếu mình vẫn chờ đợi những cánh tay tiếp theo giơ lên, nhưng mà nếu như không thì chúng ta có thể đếm được rồi, thầy ạ. Vâng. Nếu như mà không ai trả hơn thì chúng ta sẽ đếm ngược từ 10, à, có từ một cánh, 10 đến 1. Có một cánh tay giơ lên rồi ạ. Coi như 16 vâng triệu ạ. Em xin giảm 17 triệu ạ. 17 triệu. 17 triệu ạ, vâng ạ. 17 triệu, rất là tốt. Là có, tôi đã, tự nhiên con số 17 lại nhớ ngày xưa hồi còn nhỏ xem bộ phim là 17 khoảnh khắc của mùa xuân. Và nếu các cuốn sách này thực sự rơi vào chị thì chị hãy nhớ mãi rằng đây là 17 khoảnh khắc của mùa xuân cho mình trẻ lại lúc nào như mùa xuân. Nếu nhớ ngày xưa có xem bộ phim đấy của Bulgari thì phải, quãng năm 80, năm 70 của thế kỷ trước. 17 triệu rất có khả năng rơi vào tay, được ôm trên tay của một cô gái rất xinh đẹp ngồi cuối phòng, không biết tên là gì, quê quán ở đâu và tại sao lại muốn sở hữu cuốn sách này. Nhưng mà 17 triệu rất có thể cuốn sách này. Và cũng xin chị trước là cố gắng để chúng ta mang được cuốn này đi Frankfurt thì tốt, mà nếu đi theo London đến Bologna và sang Bắc Kinh và dừng ở New York, ở những cái điểm hội sách lớn nhất thế giới thì rất là tuyệt vời.
Thế còn dĩ nhiên là các hội sách của ASEAN thì năm nào chúng tôi cũng đi. Và năm nay dự kiến là hiện nay là Thái Lan là chủ tịch của hội xuất bản của nước ASEAN, và tôi là trong lãnh đạo của hội xuất bản ASEAN mà Thái Lan chủ tịch. Và cũng rất các bạn Thái Lan cũng, tôi có thông báo cho bạn Thái Lan biết là hôm nay đấu giá, thì các bạn cũng rất mong là một ngày các bạn sẽ được đến chiêm ngưỡng cuốn này. Chủ tịch của hiệp hội xuất bản ASEAN cũng đã biết về sự kiện ngày hôm nay. Dạ, 17 triệu ạ. 17 triệu ạ. À, xin mời anh ạ. Vâng ạ. À, mình phát giá 17 triệu rưỡi. 17 triệu rưỡi ạ. Một con số cũng khá là thú vị ạ. Cái đấu giá nó cũng rất thú vị ý, là cái người bán cũng không biết là giá bao nhiêu. Vâng ạ, vẫn không biết tiếp tục thầy. Xin mời cánh tay ở phía cuối ạ. Vâng. Bao nhiêu ạ? Thì đấy là cái điểm thú vị. Cái người bán cũng không biết bao nhiêu tiền cuốn sách, và quỹ sẽ được bao nhiêu tiền thì cũng chưa rõ. Vâng, em xin trả 18 triệu ạ. 18 triệu. Vâng ạ, 18 triệu ạ. Hay, tuyệt vời. Đúng là chúng ta đang chuẩn bị đã nhìn thấy trước mặt chúng ta là cô gái 18 rất là xinh xắn, rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời. Cô gái 18 chuẩn bị có thể có cơ hội. Vâng ạ, em đang thấy đây là một cuộc tranh luận giữa hai đầu của khán đài. Một anh nam giới ở bên đây và một bạn nữ giới ở bên đây ạ. Và tiếp tục đúng không anh? Có. Vâng ạ. Mình phát giá 18 triệu rưỡi. 18 vâng triệu ạ, 18 triệu rưỡi chị ạ. Rất thú vị ở cái chỗ là hôm nay hiện nay đang nhảy vào cái cuộc đấu giá của chúng ta cho đạo huyện là một bạn nam, một bạn nữ, một cô gái, một chàng trai, phía tay phải với tay trái. Và chúng ta không biết là biết đâu có người thứ ba nhảy vào giây cuối cùng thì không biết. Chưa biết ai là sở hữu với cái đấu giá nó hay lắm, không biết ai. Có thể có một người khác nhảy hoàn toàn mới lạ, thì đấy cũng là thú vị. Vâng, em xin giảm 19 triệu ạ. 19 triệu. Vâng ạ, 19 triệu ạ. Và đầu bên này có 19 triệu 500 không ạ? Vâng ạ, 19 triệu 500 ạ. Anh ấy trả rồi. Vâng chị ạ, bên này đã lên mức giá là 19 triệu 500 không rồi ạ. Không, đúng không? Hỏi giữ em chuyển micro luôn đi, chuyển đây em micro. Chạy đây em chuyển cho anh nói lại xem nào, không rõ không? Em có nói không chuẩn. Rồi ạ. Đây đúng không? Rồi. Em xin phát giá là 19 triệu 500. Rồi 19 triệu 500. Ok. Tức là con số của chúng ta một bậc cầu thang là cứ tự nhiên xuất hiện một nhân vật lạ ở bên dưới ạ. Mình xin trả 25 triệu. 25 triệu. Xin trả bố tay ạ. Và vâng xin ạ. Chúc mừng quý bạn Hoa Huế một con số nhảy vọt. Và đấy tôi nói là các bạn tôi thì các bạn là hoàn toàn bất ngờ, không biết là bao nhiêu tiền đâu. Và 25 triệu. Cuốn vâng sách ạ. Trên tay chúng ta đang là 25 triệu. Một cậu bé lớn rất nhanh, từ 17 18 tuổi nhảy lên 25 luôn. 25 tuổi là tuổi chính thức tốt nghiệp đại học và đi làm. Đấy là đây là công việc của những người đã bắt đầu đi làm và được kiếm được tiền. Và cuốn sách này cũng sẽ giúp kiếm tiền. Và tôi tin là cuốn này nếu mang sang nước ngoài bán, tôi tin là ít nhất được 10.000 đô la. Như vậy các bạn này chắc chắn lãi được khoảng một số tiền khá rồi đấy. Vâng ạ, bây giờ mức giá của chúng ta đang là 25 triệu ạ. 25 triệu. Và đứng ở trên đây mắt em hơi kém, nhưng mà em có thể nhận ra hình như đó là chủ nhân của một trong sáu cuốn ấn bản chúc chỉ cuốn nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế. Thế à? Mình chẳng nhìn thấy gì cả, mình chỉ nhìn thấy một chàng trai thôi. Vâng ạ. Bây giờ mức giá của chúng ta 25 triệu và vẫn còn cánh tay giơ lên ạ. Xin mời chị ạ. Mình xin giả 26 triệu. 26 triệu ạ. Wow. Vâng ạ, và tiếp tục bên đây ạ. Mic ạ. Thôi nói luôn, không cần mic đâu, không cần mic đâu. Thôi. 29 triệu 900 ạ. 29 triệu 900 ạ. Xin vỗ tay ạ. Cuốn sách đặc biệt của chúng ta đã được lên nước tiếp theo là 29 triệu 900. Và tôi là rất muốn chúc mừng quý văn hóa Huế, những người ở Huế và thành phố Huế hôm nay ra được một đoàn khá lớn. Anh Hằng, giám đốc viện Vicas, họa sĩ Hải Bằng và dịch giả rất là tuyệt vời, thầy Quang. Ba người ra đây để chứng kiến câu chuyện người Hà Nội quyết tâm giữ được tác phẩm này bê về Hà Nội. Và có thể thấy được cái gọi là Hà Nội ngàn năm văn hiến là như vậy ạ. 29 triệu 900 đã được nêu ra trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. 29 triệu 900. Một cánh tay nữa vẫn tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Và biết đâu có những cánh tay bất ngờ. Em xin giả 30 triệu cho nó đẹp. 30 triệu cho đẹp. Vâng ạ. Rồi, 30 triệu rất đẹp. Cũng công nhận là đẹp thật. Phải nói là đẹp. 30 triệu là đẹp. Nấc thang trị giá 20 triệu 100 ngàn đồng đã được bước lên 30 triệu. Em phát giá là 30 triệu 500 nghìn. Các nấc thang của bạn Nam rất chắc chắn, mỗi nấc đúng 500 ngàn. Bước rất đều và rất chuẩn.
Và có bạn cuối hội trường chỉ thỉnh thoảng cho nhảy một cái thôi, còn bây giờ là lên 30 triệu 500 ngàn đồng. Rồi 30 triệu 500 ngàn đồng, rất tuyệt vời. Xin nhắc lại, chúng ta đang chứng kiến một phiên đấu giá tại L'Espace, trung tâm văn hóa Pháp và gọi là Viện Pháp. Và cuốn sách Long Linh, Lung Linh, rất đẹp, rất đặc biệt, vừa mới về Hà Nội sáng hôm nay, chứ không phải đêm qua. Hai cuốn về đêm qua đã bị thu hồi. Một cuốn bị thu hồi bởi vì theo họa sĩ Hải Bằng không đạt được chuẩn của trúc chỉ Việt Nam. Và trúc chỉ là một khái niệm rất đặc biệt, và anh tự thu hồi về, mặc dù chúng tôi đang vô cùng tiếc. Cuốn đấy thì mình tưởng với mình là quá quá đẹp rồi, nhưng mà anh Hải Bằng là một người không phải khó tính, anh không khó tính mà anh rất khó tính. Thành ra là anh nói, trưa nay đi ăn trưa, tất nhiên là trưa nay tôi sẽ mời, trưa nay thông báo nhá, ai là người chủ cái cuốn sách này sẽ đi ăn trưa, tôi mời cơm trưa hôm nay. Tất nhiên mời các vị ở Huế, ba vị sẽ ăn trưa cùng với tôi, có ăn gì tôi chưa tiết lộ. Đấy. Sẽ cho ăn cái gì đấy, có thể ăn món nào đấy thì cơm vỉa hè cũng được, không biết là ăn cái gì cả, nhưng mà trưa nay chắc chắn được ăn cơm, mà cơm là tôi trả tiền. Với thứ ai là chủ sở hữu cuốn này, chúng ta ngồi ăn trưa vừa tâm sự luôn ạ. À, vâng ạ, và chúng ta vẫn còn một cánh tay nữa. Vẫn còn nữa à? Vâng ạ, xin mời chị ạ. Em xin giả 31 triệu. 31 triệu ạ. Vâng. Rồi. Ai sẽ đi ăn trưa cùng với chúng tôi trưa hôm nay đây? Bữa trưa hôm nay ai ăn cơm cùng với anh Hải Bằng? Ai sẽ ăn cơm cùng với anh Hằng và thầy Quang nữa? Và xin mời nữa là một nhân vật cũng rất là anh ấy đâu mất rồi nhỉ? Không, có cái anh ở Mỹ về đấy, anh đâu rồi? Tôi đoán là tôi tưởng anh ấy ra đấu giá. Ờ anh này, anh là giám đốc công ty về sản xuất điện, anh Trương đúng không ạ? Trần Trương, anh là giám đốc điện, anh bay từ Huế ra anh dự, tôi tưởng anh đấu giá hoa đại, anh được chuẩn về đến sân bay. Do là tổ chức đấu giá chậm quá, anh ấy định mua cuốn này vì anh là Việt Kiều. Em nghĩ rằng anh ấy để dành cho Huế ạ. À thế vì chúng không ta bay ra đây là chắc chắn là định muốn mua rồi đấy. Có rất nhiều người bay ra đây để dự và xem trước, sau đó thì họ sẽ mua ở Huế ạ. Vâng ạ. Huế có mỗi cuốn thôi. Một cuốn nó mới giá trị thầy ạ. Okay, vâng. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đang có mức giá là 31 triệu ạ. Chúng ta vẫn thôi, chúng ta đếm ngược. Vâng ạ, chúng ta sẽ bắt đầu đếm ngược ạ. Vẫn còn cánh tay ạ, xin mời anh ạ. Em phát giá 32. 32 triệu ạ. Rồi, 32 triệu. Chúng ta đếm ngược. 32 triệu. 10. Từ đếm ngược đến 0, 0 lần nhất. Đến 0 ạ. Vâng. Đấu giá chuyên nghiệp là lần thứ nhất này, và còn bọn tôi lại đấu cả kiểu Thái Hà Búc, tức là 10 xuống đến 0. Đấy. Về đến 1 là muốn cơ hội, còn 0 là mới xong. 30 mấy triệu nhỉ? 32 triệu ạ. Nhưng mà Đức Quán Thế Bồ Tát là có 32 hóa thân đấy, có một thân chính là phải 33, con số 33 mới đẹp, nhưng thôi 32 cũng quá đẹp rồi. 32 triệu lần thứ 10. 32 là lần thứ 9. 32 triệu lần 8. 32 triệu lần 7. 32 triệu lần 6. 5. 4. 32 triệu lần 3. 32 triệu lần 2. 32 triệu lần 1. 32 triệu lần 0. Vâng ạ, và xin chúc mừng chủ nhân của cuốn sách này ạ. Như vậy chúng ta kết thúc cuốn sách thứ nhất với giá 32 triệu cho Quỹ Văn hóa Huế. Và xin chúc mừng Quỹ Văn hóa Huế, cuốn sách đầu tiên đã có chủ. Vâng ạ, và ban tổ chức sẽ mượn lại cuốn sách này một chút. Sau khi mà chúng ta đấu giá xong ấn bản thứ hai thì chúng ta sẽ mời hai chủ nhân lên đây ạ. Rồi, ok. Vâng ạ, xin mời ban tổ chức giúp mang lên ấn bản thứ hai ạ. Xin nhắc lại là các ấn bản đều là độc nhất vô nhị. Tất cả các sách trúc chỉ của Thái Búc phát hành do anh Hải Bằng và Trúc Chỉ Việt Nam chế tác đều là độc bản, là duy nhất, không có bản lặp lại. Thì nếu ai nhận có bản đó thì là bản duy nhất. Chúng ta đang chuẩn bị chứng kiến lên sân khấu phiên bản số 2 để đón chủ nhân. Chắc chắn cuốn thứ hai cũng sẽ được bê về một ngôi nhà nào đó trong ngày hôm nay, chắc chắn rồi, vì đã đấu giá không đồng, kể cả không ai trả thì là một đồng cũng được bê về. Xin hỏi là có điện chưa, có pin chưa? À được rồi, đi rồi. À dạ vâng đấy ạ. Rồi.
Đây ạ, có một cái lớp kính mica đậy vào đây để bảo vệ. Và cuốn được bảo vệ rất là chặt chắn. Và xin nói luôn là bạn nào mang về cũng phải có bảo vệ cuốn sách này tại nhà, vì cuốn sách rất có nguy cơ bị những người khác đến mượn. Họ bỏ mượn, họ đọc ấy. Nhưng mà cuốn này rất đáng quý, thì xin mời là nếu ai làm chủ nhân, tôi đề nghị là mua thêm khoảng vài cuốn phiên bản bình thường, họ đến họ mượn đọc thì cho họ mượn cuốn kia thôi. Chứ cuốn này họ là mượn họ đọc, họ lại làm hỏng mất thì nó cũng lãng phí. Họ lại bê về mất thì là cũng không trả lại nữa, cũng dở. À, vâng ạ, và cuốn sách đầu tiên của chúng ta thì đã có mức giá là 32 triệu ạ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu với cuốn sách này ạ. Xin mời những cánh tay ở bên dưới ạ. Giá khởi điểm 0 đồng ạ. Xin mời ạ. Xin mời anh ạ. Mình giả 20 triệu. 20 triệu. Vâng ạ, vỗ tay luôn ạ. 20 triệu ạ. Rồi, rất tuyệt vời. Đã có ngay lập tức 20 triệu. Cộng với 32 triệu, hôm nay là chúng ta có 52 triệu mang về cho hai cuốn sách ngay lập tức, không cần bàn cãi. Nhưng mà em nghĩ rằng cuốn sách đầu tiên mình đã bán được với mức giá là 32 triệu rồi. Mà cuốn này mà chúng ta, em và thầy đứng đây chỉ bán được với mức giá 20 triệu thôi, thì em tin chắc là anh Hải bằng thầy, thầy Quang và anh Hằng ngồi dưới kia sẽ không hài lòng với thầy trò không, mình đâu. Không, hài lòng, không sao cả. Không ạ, em nghĩ là không đâu, nên là phải có một mức giá cao hơn nữa. Không, tất nhiên cao là hơn 20 triệu ạ, vâng. Không, 20 là cũng hài lòng rồi, bởi vì Quỹ Văn hóa Huế đã có 52 triệu mang về là cũng được rồi. Cũng góp phần một cái gì đấy cho Quỹ Văn hóa Huế rồi, chứ không phải là không. 32 triệu còn 20 là 52 triệu, ít nhất cũng mua được một cái chân cột ở đâu đấy. Vâng ạ, và xin mời những cánh tay tiếp theo ạ. Các anh chị triệu. Lúc trước đấu giá cuốn kia đâu hết rồi ạ? Vâng. Xin chị Thủy giải thích một chút về cái bức họa này đây ạ. Vâng, trước khi giải thích thì em có một cánh tay ở dưới kia giơ lên rồi ạ. Vâng ạ, xin mời chị không, ạ. Có khi giải thích xong rồi cánh tay giơ không, phát cái giá nó cao hơn. Em để chị, em chắc chắn là chị sẽ còn phát giá nhiều lần nữa. À thế ạ. Em xin mời chị ạ. Mình xin giả 25 triệu. 25 triệu. 25 triệu ạ. 25 triệu. Vâng ạ, và em sẽ xin giới thiệu qua về cuốn sách này một chút. Cuốn sách này thì có hình ảnh là Hiển Lâm Các, là một công trình kiến trúc nằm trong quần thể di tích cố đô Huế trong khu vực các miếu thờ, được xây dựng vào năm 1821 và hoàn thành vào năm 1822 thời vua Minh Mạng, cùng lúc với Thế Miếu. Hiển Lâm Các nằm trong khu vực miếu thờ trong Hoàng thành Huế, cao 17 mét. Và là công trình kiến trúc cao nhất trong Hoàng Thành. Đây được xem là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các vua nhà Nguyễn và các quan đại thần có công lớn của triều đại. Nhưng mà sau này đề nghị, tôi hôm nay cũng đề nghị anh Hằng ạ, anh giúp ra một cuốn từ điển, ví dụ như Hiển Lâm Các. Tôi đảm bảo những bạn thấy IZ không hiểu Hiển Lâm Các là cái gì cả. Các là cái gì, Hiển là cái gì, Lâm là cái gì, là không hiểu. Hay như là, hay là các cái loại quan, các cái tên các, có lẽ là có ngay cả một từ điển tên các cái quan lại thời người xưa dịch ra thời nay nó tương đương với cái chức nào. Là có lẽ là tôi nghĩ là chúng ta phải ra cuốn từ điển đó. Hiển Lâm Các là cái gì, nói chung là tôi đảm bảo phần lớn các bạn ngồi đây là không hiểu. Thế nên có lẽ là như vậy. Bây giờ là Hiển Lâm Các là có mặt tại đây ạ. Với giá đã được nêu ra là 25 triệu ạ. 25 triệu cho Hiển Lâm Các. Và đây cũng là bản độc nhất vô nhị và được có mặt tại Hà Nội ít giờ trước khi chương này này diễn ra. Vâng ạ, mức giá của chúng ta đang là 25 triệu ạ. Hấp dẫn đấy ạ, 25 triệu là cũng gần bằng cuốn kia. Như vậy là cuốn này có vẻ đẹp hơn một ít. Còn cuốn này cũng tương đối hợp lý ở cái giá 25 triệu. 25 triệu, rất tuyệt vời. Là 1/4 của 100 ạ. Và bây giờ có khi cuốn này bao giờ mà nếu giả sử được mua 25 triệu thì bao giờ Thái Búc kỷ niệm 25 năm thành lập thì nên mượn cuốn này về để trưng bày. Dạ vâng. Vì 25 triệu tương đương với 25 năm. Anh Hải bằng nhất trí không ạ? USB có đấy ạ, đây ạ. Rồi. Để chuyển cho USB để tăng thêm ít tiền nữa. Cho Quỹ Văn hóa Huế. Vâng ạ. Xin mời anh ạ. 28 triệu. 28 triệu. À. Thực ra cuốn này tôi nghĩ là nếu mà về ở nhà để mà trưng bày giống như trong bảo tàng thì rất là tuyệt vời. Cái này nói thật là dành cho những ai chơi sách. Và chơi, không chỉ chơi sách mà chơi những cái đồ gọi là hàng độc. Hàng độc là hàng không đụng hàng. Cá nhân tôi là rất thích những cái gì mà không đụng hàng. Lực độc thì những cái tác phẩm trúc chỉ của anh Hải Bằng làm Thái Búc phát hành là tất cả những ấn phẩm là không đụng hàng, không có bản thứ hai.
và cả thế giới cũng không bản thứ hai. Và những bản này hiện nay mới nằm ở Việt Nam, ở thế giới ngoài biên giới Việt Nam mới có hai nơi có, đó là Văn phòng Quốc hội của Cuba và Văn phòng Chủ tịch nước Cuba là có hai cuốn, còn chưa ra khỏi Việt Nam. Và đây là cuốn của Việt Nam, và hy vọng là tháng 10 này chúng ta có anh Hải Bằng sẽ làm cho một vài cuốn, một hai cuốn thì chúng ta sẽ đấu giá ở Frankfurt để cho châu Âu sẽ có những cuốn như thế này. Vâng ạ, và một cánh tay tiếp theo ạ, xin mời dạ. Chị ạ. Em xin giả 30 triệu ạ. 30 triệu ạ, vâng ạ. Xúc động. Thực sự là 30 triệu, một chàng trai 30 tuổi đã vững chắc, vững chãi, đứng cạnh chàng 32. Nếu như cuốn này cứ cho là 30 triệu và một chàng 32, như vậy là cũng hợp lý và rất là đẹp khi mà con số 30 là đến rất là... Con số 30 là con số cũng ấn tượng, đã lên được cái con số 3, tức là một chàng trai cô gái là tuổi 30 là tuổi chững chạc rồi đã. Xin mời ạ, có ai muốn sở hữu cái tác phẩm tuyệt vời này không ạ? Lung linh, sáng và chữ Huế rất là rõ. 30 triệu, đúng rồi anh tranh thủ chụp ạ, bởi vì anh muốn chiều nay muốn chụp cũng rất khó, phải đến tận nhà mọi người mới chụp được. Một nhà báo của báo Nhân Dân ngay cạnh đây, ngay 71 hàng trống, anh báo Nhân Dân anh sang tận nơi để anh chụp, và anh cố gắng chụp nhanh và chụp nhiều cho em, bởi vì chiều nay muốn chụp thì anh phải đến nhà mọi người mới chụp được đâu đấy. Chụp từ giờ đến trưa, và trưa nay mời anh đi ăn trưa luôn, bê hai cuốn này với hai người trúng giải hôm nay đi ăn trưa cùng, và mời anh đi cùng và chụp với cả cuốn này luôn nhé. Mời anh. Rồi bao nhiêu rồi? 30 triệu ạ? Hiện tại đang là 30 triệu rồi ạ. Rồi, vâng 30 ạ. Triệu. 30 triệu. Xin đếm ngược ạ. Có ai giơ tay không ạ? Chứ bao giờ về không mới xong ạ? Có ai muốn sở hữu tác phẩm tuyệt vời này không ạ? 30 triệu lần thứ 10. 9. 8. 8 7, 7. 6. 6. 5. 5 4. 4 30 3. Triệu lần thứ 3. Xin mời chị ạ. Mình trả 35 triệu. 35 triệu. Xin mời đặt vỗ tay ạ. 35 triệu. 35 triệu, một con số rất ấn tượng. Như vậy đã vượt kỷ lục lần của cuốn trước. Cuốn trước kỷ lục của chúng ta là 32 triệu. Vâng ạ. Và lần này đã vượt được 3 triệu là 35 triệu. Như vậy tổng số tiền ít nhất để bê về Huế cho quý văn Huế là 68 triệu. 67 triệu. À 67 à? Vâng ạ. 67 nhầm. À 67, ở đúng rồi. Chắc 67. Là thầy Hùng đang gieo vào tâm trí mình con số 68 rồi ạ. À, vâng. Rồi. À, ok rồi. 35 triệu, không, mình nhớ là 68 là có cái năm chiến dịch Mậu Thân, mình nhớ là 68, mình nhớ. Tức là cuộc chiến tranh lật đổ, giúp anh Hằng, anh nói là anh hay kích động, thì mình cũng phải kích động chứ, để cho nó cái thứ cái tinh thần năm 68, đấy, đại lại như vậy. 35 triệu ạ. 35 triệu lần thứ 10. 9. 8. 8 7, 7. 6. 5. 5 4 3 35 triệu lần thứ 3. 35 triệu lần thứ 2. 35 triệu lần thứ nhất. 35 triệu lần thứ 0,5. Và 35 triệu lần 0. Xin vỗ tay ạ. Vâng ạ. Vâng, vậy là hai ấn bản chúc chỉ của chúng ta ngày hôm nay thì đã có chủ nhân rồi. Và em xin phép được mời hai chủ nhân của hai ấn bản chúc chỉ này bước lên sân khấu ạ. Như vậy hai cuốn sách được bán trong sáng hôm nay thu về cho quý văn Huế được 67 triệu. Xin mời hai chủ nhân ạ. Vâng, và em cũng xin mời người đã sáng tạo ra chúc chỉ ạ. Xin mời anh Hải Bằng ạ. Hải Bằng. Vâng. Anh Hải Bằng lên tận nơi trao ạ. Xin mời ạ. 35. Anh Hải Bằng hình như là 32 tuổi hay bao nhiêu tuổi đấy? 35. À, rồi. Rồi anh 35 tuổi, anh trao cuốn 35. Thôi anh trao cuốn 35 trước. Với 35 tuổi cuốn 35. À 35 đấy ạ. À? À, à. 35. Rồi không sao, sao. Đây anh trao cuốn 35 trước. 35 trước. Vì anh bỏ anh 35 tuổi. Rồi anh trao đi. Với cuốn này cuốn 32 đúng không?
đứng vào. Rồi. Bây giờ là cuốn 32. Cuốn 32 em trao cho anh trước. Vì em 32 tuổi. Tức là như thế này, hồi nãy mà ngồi dưới dòm với lại nghe đầu giáo là quá vui, nhưng mà khi mà dòm lên là có một cái sĩ là cũng hơi bực vui. Cho nên là mình nhìn đến chỗ cái ní là mấy anh về chỉ thiếng thấy mà cho tôi nhìn thấy có chục chứ đấy. Cho nên sĩ nữa là cho xin cái thông tin cụ thể để khi mô mà rần á, cái mường về làm lại. Được không ạ? Em sẽ bắt anh làm lại cho đến lúc nào mà nó đang còn trong tay em. Vậy lại là khi một lần mà có cái chí mà xảy ra rồi á, là trong khi nên đấy thì xin kiểu liên lạc với mình. Em biết, em biết nơi để tìm anh ấy rồi, yên tâm. Em thì có kết bạn friend với anh trên Facebook rồi. Rồi. Ồ, tuyệt vời. Tức là thực ra những cái người mà sở hữu này cũng phải có cái tình cảm đặc biệt gì đấy với anh Hải Bằng cũng như là với The Books. Có lẽ là như vậy thì mới bỏ số tiền lớn như vậy để mua cái để sở hữu cuốn sách này, bởi vì nếu không ấy mà dân nhậu nó dùng tiền để đi nhậu hết. Hoặc dân mà ăn chơi nó mua son, mua phấn với mua giày, mua dép tiệt. Chứ cái này phải có những người rất tâm huyết mới dành những khoản tiền như thế này để sở hữu những tác phẩm này. Và cũng nói thật là phải chúc mừng, bởi vì là đây là độc nhất vô nhị. Và nếu như mà bạn cứ tưởng tượng là cái cuốn này bạn cứ gọi là thôi làm chẵn là 35 triệu đi, thì bạn mỗi ngày bạn ngắm 1 triệu thì nhắm 35 ngày là đủ. Bạn đi bảo tàng bạn ngắm thì cũng phải 1 triệu đúng không nào? Thế như vậy mỗi ngày bạn ngắm một lần thì 35 ngày là được 35 triệu. Thành ra buôn cái này chắc có lãi. Vì cái này mà, cái này chắc chắn là sau này bán lại, tôi không cần để lâu đâu, các bạn cứ để khoảng 500 năm sau mà bán lại thì chắc chắn là tiền, rất nhiều tiền. Vì lúc mà thành đồ cổ mà bây giờ rất là giá trị. Em xin phép, khi nãy anh vừa nói là tích là 33 vị... 33 hóa thân của Quán Thế Bồ Tát. 33 hóa thân của hóa thân Bồ Tát. Ngài thì cứu khổ cứu nạn. Em xin bổ sung 1 triệu nữa sẽ thành cái số 33 cho nó đúng theo ý nguyện của anh. Vâng ạ, vừa đúng con số 68 mà thầy. Mặc dù mua giá 32 rồi nhưng mà nghe tôi phân tích về Quán Thế Bồ Tát là anh bổ sung thêm 1 triệu nữa là 33. Công bố lại, như vậy giá là 33 chứ không phải là 32. Sẵn sàng thêm 1 triệu đấy. Đấy là những người ga lăng, manly nó phải như vậy. Thêm 1 triệu nữa, mặc dù được giá thấp hơn rồi. Quá tuyệt vời ạ. Xin một tràng vỗ tay cho tất cả chúng ta đã có mặt ngày hôm nay ở đây và... Vâng ạ, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia chương trình. Xin tất cả mọi người cùng bước lên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng nhau chụp những bức hình kỷ niệm ạ. Rồi, vâng tuyệt ạ. Vời. Rồi, tuyệt vời. Rất cảm ơn. Đừng bếp nhé. Xin mời mọi người cùng bước lên sân khấu. Xin mời thầy Quang, xin mời anh Hằng ạ. Vâng ạ. Xin mời tất cả các bạn ai muốn lưu giữ lại những bức hình kỷ niệm thì có thể bước lên trên sân khấu này ạ. Vâng ạ. Chị lên đi. Đội tình lên chụp ảnh kia. Xong xem xin ngậm nước nhé. Em mời chị. Em xin ngậm nước. Chị Thủy ấy. Em xin ngậm nước. Ở đây. Đừng sát không, tiến lên, vào giữa con.